sẽ hướng dẫn mọi người trước một xíu về cái cách mình sử dụng phần mềm Sky và mình thực hành AutoCAD như thế nào đó cho nó dễ dàng. Đó. Thì bây bây giờ cái phần mềm Sky nó đơn giản lắm, thì giống như mình đã nói đó. Mọi người vào, mọi người tắt dùm mình cái mic đi. Để bởi vì mình bật mic hai bên đó thì nó sẽ bị vọng, dẫn tới là những người khác và mình cũng vậy. Mình sẽ nghe không được. Cái phần chia sẻ màn hình ở đây này thì mọi người đừng có tích vào, tại vì nếu mọi người chia sẻ màn hình á, người tích vào đây này, rồi mọi người chọn cái màn hình á, thì dẫn tới là cái màn hình của mình nó sẽ bị dăng ra và lúc đó mọi người sẽ không nhìn thấy màn hình nữa, nên cái nút này mọi người đừng có đụng. Thì mọi người muốn nói gì thì mọi người vào cái phím trò chuyện ở chỗ này. Rồi, nói mình nói nhanh, nói chậm hay là muốn mình nói kỹ chỗ nào đó thì cứ vào đây. Và thí dụ nghe không rõ hay bất cứ một yêu cầu gì thì mọi người cứ vào đây nói mình. Đó. Còn giống như hồi nãy mình nói, cái buổi học thì mình sẽ ghi và mình sẽ gửi lại đầy đủ cho mọi người. Ngoài ra nếu có những cái tài liệu tham khảo khác thì mình cũng sẽ xin trung tâm mình gửi cho mọi người. Làm sao đó để sau cái khóa học này mọi người có thể sử dụng AutoCAD được tốt nhất. Thì mình cũng đã cài CAD cho vài bạn rồi. Thứ nhất là bạn Khôi, thứ hai bạn Dũng. Còn còn một bạn nữa hồi nãy á, là do cái thời gian nó không kịp nên sau cái buổi học này mình sẽ cài két cho, và mình cài đây là két bản quyền. Chính vì vậy mọi người cứ xài thoải mái, và khi mọi người cài két bản quyền thì nó sẽ được update nhiều cái nên sẽ rất là thuận lợi. Còn cái phần mềm AutoCAD mình sử dụng đây, mình hướng dẫn mọi người đây. Mình kéo cái này xuống. Rồi, trước khi nói á, để mọi người dễ thực hành á, thì mọi người có thể tích vào đây này. Mọi người tích vào đây, mọi người thu nhỏ cái màn hình lại. Đó, mọi người kéo nhỏ cái màn hình, mọi người đưa về con chuột về đây, mọi người kéo cái màn hình lại một nửa chẳng hạn. Và mình lưu ý nha, mình có video quay lại nên mình mong muốn nếu được mọi người thực hành luôn, hoặc sau cái buổi học mọi người xem, mọi người thực hành cho mình. Rồi mọi người mở cái phần mềm AutoCAD lên. Rồi mình cũng kéo cái phần mềm AutoCAD cho nó nhỏ lại. Đó. Mình để phần mềm AutoCAD cho nó nhỏ lại như vậy. Rồi một bên là Sky. Đó, ví dụ bên này Sky đúng không? Thì mình kéo AutoCAD qua bên này. Đây, Sky đây. Mình có thể để qua bên này chẳng hạn. Rồi đó, thì mọi người nhìn cái màn hình mình thực hành ở bên này. Cái màn hình mình chia sẻ ở bên này. Rồi, mọi người thực hành lại ở bên này. Còn khi mà mình sẽ chia sẻ cái màn hình lớn này, bởi vì mình sẽ không mở cái Sky này lên. Còn mọi người nhắn tin nữa thì nó sẽ báo cho mình ở đây và mình sẽ đọc tin nhắn, mình sẽ trả lời mọi người. Đó, mọi người cứ để song song hai cái màn hình này mọi người làm nhé mọi người nhá. Rồi, thì mình nói vậy mọi người có gì thắc mắc không? Nếu mình không thắc mắc thì mình bắt đầu vào buổi học luôn. Chào Đức nhé. Thì mọi người có gì thắc mắc không? Còn nếu không thắc mắc thì mọi người nhắn tin qua cho mình thì mình bắt đầu học luôn. Mọi người có gì mà thấy chưa, tức là mình nói mọi người chưa nắm á, thì mọi người cứ hỏi lại, không có sao hết nha mọi người nhá. Ok, thì bây giờ mình học luôn. Thì Dũng mới vào á, à Đức mới vào á, thì Đức làm giùm mình á là kéo cái màn hình này cho nó nhỏ lại nhé. Rồi, mọi người để kéo cái màn hình Sky này cho nó nhỏ lại và mọi người để một nửa màn hình két ở đây. Rồi mọi người nhìn theo cái màn hình bên Sky này của mình, mọi người thực hành. Nếu cái phần nào mà mình nói mọi người thực hành và mình sẽ cố gắng làm chậm hết sức để cho mọi người thực hành. Rồi. Còn có gì thì Đức cũng nhắn tin cho mình trên cái này giống như mọi người nhá. Rồi bây giờ bắt đầu mình hướng dẫn mọi người luôn. Rồi mình phóng cái AutoCAD lớn lên. Rồi. Thì mình nói qua nhá. Về cái nội dung thì mình sẽ giúp mọi người trong 12 buổi này mọi người nắm được tất cả các cái nội dung ở đây. Đây là nội dung 12 buổi của mình. Thì
trung tâm cũng đã gửi cho mọi người cái file tham khảo này rồi. Thì mặc dù đây là khóa AutoCAD cơ bản, nhưng mình tất cả những cái gì mình nói ở trong đây á, nó đã gồm cả nâng cao trong đó, nó sẽ giúp mọi người đi làm việc sử dụng AutoCAD được dễ dàng. Chứ không phải là cái này chỉ là cơ bản rồi mọi người phải học thêm một cái khóa nâng cao nữa. Mọi người chỉ cần học cái khóa này thôi. Còn mọi người về sau làm á, dần dần á, cái kỹ năng từ cái gốc của mọi người á, mình làm cái gì á, giống kiểu như mình xây nhà á, mà cái móng của mình nó tốt thì mọi người học sẽ rất là nhanh. Hồi trước mình đi học kép mình cũng học rất là nhiều lần. Và cuối cùng nói chung là mình được một người thầy hướng dẫn ok nên dần dần học được. Chứ trước mình tự học thì mình cũng không học được. Thì cái quan trọng nhất khi mọi người học kép á, đây là cái nội dung của nó. Thì để mình nói sơ một xíu. Thì kép, AutoCAD á, khi mọi người học á, không phải là mọi người vào trong phần mềm AutoCAD. Đây nha, mọi người vẽ, mọi người thuộc các cái lệnh, mọi người vẽ là được. Đây là những cái bài tập thực hành của mình đơn giản thôi. Còn có những cái file bản vẽ, ví dụ đây. Nó phức tạp, nó rất là nhiều cái chi tiết như này. Mình thì mình làm bên xây dựng nhé. Đây, mọi người thấy không? Làm sao mà mọi người vẽ được cái này, làm sao cho nó chuẩn chỉnh, cho nó đúng cái tiêu chuẩn bản vẽ và làm sao mình quản lý, mình in ấn theo ý muốn của mình. Cái đó mới là cái khó. Và làm sao á, mọi người in ra cái bản vẽ ở cái nét nào nó ra nét đấy. Ví dụ mình để vào đây, mọi người thấy không? Nó có đậm nhạt theo yêu cầu của, nếu mà mình làm với chủ đầu tư thì yêu cầu của chủ đầu tư hoặc yêu cầu của bên khách hàng, làm sao đó cho màu sắc, kích thước và in ấn ra bản vẽ nó đúng theo tiêu chuẩn người ta. Chứ không phải là mọi người vẽ xong, ví dụ mọi người vẽ xong cái hình đơn giản rồi thôi. Không phải là như vậy, học kép không phải là như vậy. Còn nếu mà vẽ những cái này thì rất là đơn giản, mình chỉ nói khoảng 2-3 buổi là xong rồi. Nên á, mọi người mình học ban đầu á, có thể mình chưa dạy mọi người các cái lệnh luôn. Bởi vì mình muốn mọi người nắm thật chắc, mình muốn mọi người nắm thật chắc các cái ban đầu. Tức là mình nắm tất cả các cái nội dung ban đầu thật là chắc, sau đó mình mới hướng dẫn mọi người lệnh. Thì mọi người sẽ, khi mọi người nhận được bản vẽ người ta hoặc là mọi người có bản vẽ, mọi người sẽ làm theo đúng một cái tiêu chuẩn. Mọi người quản lý bản vẽ đúng tiêu chuẩn để mọi người in ấn, mọi người chỉnh sửa một cách nhanh chóng, dễ dàng. Đó mới là điều quan trọng. Rồi, thì trong cái buổi số 1 này, mình sẽ hướng dẫn mọi người khởi tạo cái file kép dùng để vẽ 2D. Và cụ thể mình sẽ lấy cái template mẫu của AutoCAD. Và mình dùng cái template mẫu của nó có tên là ACAD ISO.DWT. Vì sao mình lấy cái này? Bởi vì khi mình lấy cái này á, cái hệ đơn vị mặc định của nó là mm. Và mình á, các cái nước, đặc biệt là mình á, thì mình sử dụng hệ đơn vị mm chứ không phải sử dụng hệ đơn vị in. Rồi, thì mình sẽ bắt đầu vào. Mọi người mở CAD lên. Thì bây giờ đối với mọi người khi mà mở phần mềm AutoCAD 2021 lên á, thì đây là cái giao diện ban đầu của nó. Đó. Thì ở trong này á, recent document á, là những cái file mà mình đã thực hành, mình đã làm trước đó. Thì mọi người chú ý dùng mình vào đây. Open file là mở một cái file có sẵn. Tương tự cái này cũng vậy. Thì mọi người cũng không cần quan tâm sâu vào cái này. Mọi người để ý vào cái này của mình, template. Thì khi mình tích vào đây, nó sẽ sổ ra cho mình. Đó. Nếu chỗ nào mình nói nhanh nha, mọi người nói mình nói chậm lại. Thì ở trong đây mọi người chú ý dùng mình là có ACAD.DWT. Cái này là dùng vẽ 2D. Nhưng mọi người để ở đây một xíu này. Mọi người thấy nó ghi là fit and in. Nhưng mà đơn vị của nó là đơn vị theo châu Âu, tức là dùng hệ in. Mình không dùng cái này. Cái này thì dùng để vẽ 3D. Nếu mọi người về sau học 3D thì nó sẽ lấy cái này. Nhưng mà 3D CAD thì nói chung là bây giờ nó cũng ok, nhưng mà vẽ nó sẽ chậm hơn so với SolidWorks. Nên nếu mà mọi người muốn học 3D ấy, thì theo mình nên học SolidWorks. Nó sẽ hay hơn. Còn CAD thì mãi mãi là trong 2D thì CAD là số 1. Bởi vì từ trước đến giờ CAD về 2D thì công ty nào người ta cũng xài. Và cái điều đầu tiên khi mọi người đi làm, chắc mọi người ở đây cũng có người đi làm rồi, thì AutoCAD là cái bắt buộc, cái
cơ bản nhất mọi người phải biết. Thì mọi người tiếp theo mình sẽ nói tới aget.iso.dwt là cái file hồi nãy mình nói mọi người đây này. Đó, thì cái này là file get dùng để vẽ 2D, nhưng mà đơn vị của nó mọi người để ở đây này, mọi người thấy nó ghi là metric không, tức là mét, cụ thể đơn vị mm. Thì mình tích vào đây, mình mở cái file này lên. Khi mọi người mở lên thì mọi người không thấy cái giao diện như của mình đâu nhá. Thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn mọi người thiết lập cái giao diện vẽ như vậy. Tại sao mình phải thiết lập cái giao diện vẽ như vậy? Và mọi người khi mọi người tích lên như vậy, màn hình mọi người để mình chỉnh lại cho nó giống màn hình mọi người. Ok, nó sẽ có cái màu đen như này. Nhưng mà trong quá trình làm mình sẽ hướng dẫn mọi người chuyển tạo ra thêm một cái này, nó gọi là không gian model space, tạo ra một cái giao diện nó có màu trắng để cho mọi người dễ quan sát. Trong các cái video sau, trong cái buổi sau á, mình sẽ hướng dẫn mọi người phần đó. Mình apply ok. Ok. Click đúp. Rồi, ok. Thì khi mọi người mở AutoCAD lên á, nó sẽ không có cái giao diện như này. 2021 không phải giao diện này, mà cái giao diện của nó là như thế này. Tracking annotation. Hoặc mọi người có thể chọn vào đây này. Sổ nó ra này. Thì đây là cái giao diện của nó. Đó. Đây là cái giao diện của nó. Thì trong thực tế đi làm bản thân mình và những cái người như mình biết thì không mấy người họ xài cái giao diện này. Thì chính vì vậy mình sẽ không hướng dẫn mọi người cái giao diện này. Bởi vì sao cái giao diện này, các cái lệnh này nó nằm ở trong ở đây này. Mình mọi người phải tích vào, mọi người mới lấy được nó ra. Tự nhiên mọi người mất thêm một công đoạn và mọi người rất là khó nhìn, khó quản lý. Thì mình sẽ hướng dẫn mọi người tạo ra cái giao diện như này. Trong cái bài đầu tiên, trong cái buổi đầu tiên, mình sẽ hướng dẫn mọi người. Thứ nhất là khởi tạo. Hồi nãy mình đã nói mọi người khởi tạo. Khi mọi người vẽ, mọi người phải khởi tạo từ cái file aget.iso.dwt. Rồi sau khi mình khởi tạo này, mình thiết lập cho nó những cái mặc định. Mình thiết lập cho nó những cái mặc định và mình lưu nó thành một cái file mẫu. Cái file mẫu đó nó có đầy đủ. Cái file mẫu nó có đầy đủ cái gì? Đây này, để mình mở. Đây, mình Ctrl N. Đó. Ví dụ, template mẫu. Mở lên. Thì lúc này á, mình chuyển cái này về đây này. Mình nói trước cho mọi người cái này thôi. Đây. Chuyển về cái giao diện này. Tí nữa mình sẽ hướng dẫn. Mình định dạng cho nó này. Các cái layer để mình vẽ này. Tại sao mình định dạng các layer? Bởi vì các cái layer giống như là các cái hộp vậy đó. Mọi người vẽ một cái đối tượng nào thì phải thuộc một cái layer nào đó, cũng giống như cái bộ hồ sơ của cái công trình A thì mọi người phải đưa vào đúng cái vị trí của nó. Chứ mọi người gom tất cả các cái công trình ABC hoặc là tất cả các cái đối tượng mọi người cho vào một cái layer thì đến lúc đó mọi người chỉnh sửa, mọi người quản lý cực kỳ khó. Tương tự như vậy, mọi người cũng tạo ra cái kiểu test cho các cái khổ mọi người mong muốn. Và trong cái này mình hướng dẫn mọi người tạo ra cái kiểu test cho cái khổ giấy A4, tức là khổ giấy bề ngang là 297, chiều đứng là 210. Đó, khi mọi người tạo ra cái kiểu test này thì mọi người lúc đó mọi người dùng đúng cái test của nó, mọi người viết, mọi người đánh chữ ở trong AutoCAD và mọi người đưa nó vào cái khung bản vẽ. Thì khi đó mọi người in ấn ra các cái chữ nó đồng đều, chứ nếu không mọi người lúc mọi người chữ to, lúc mọi người chữ nhỏ. Và đến lúc mọi người thay đổi một cái, mọi người chỉ có chọn thủ công mọi người làm. Thì không có ai làm như vậy. Tương tự như vậy, kích thước cũng vậy. Ta cũng tạo ra các cái kiểu kích thước cho nó. Ngoài ra, mình sẽ tạo ra cho nó các cái bảng hoặc các cái ghi chú nữa. Thì chính vì vậy, mình mới quản lý được bản vẽ. Chứ không phải là, ví dụ mọi người mở két lên rồi mọi người bay vô, mọi người vẽ luôn. Không ai làm như vậy. Thì mọi người chỉ cần tạo cái này một lần thôi. Tất cả các cái thông tin này mọi người tạo một lần thôi. Và khi tạo một lần xong, mọi người lưu cho nó thành cái template. Control Shift F. Đó. Mọi người lưu nó thành một cái template. Khi hồi nãy mọi người kích hoạt lên á, thì ở đây là aget.iso, tức là cái template mẫu của AutoCAD. Nhưng khi mọi người làm xong á, mọi người lưu nó thành một cái template. Và mọi người chỉ cho nó khi mở lên, mở cho tôi cái template tôi thiết lập. Thì lúc đó nó sẽ, khi mọi người mở AutoCAD, nó sẽ
tới luôn cái tem đến mẫu đó và nó khởi động lên. Và khi nó khởi động lên như vậy, mọi người chỉ bắt tay vào vẽ thôi, chứ mọi người không cần phải thiết lập lại. Chứ nhiều người không biết, họ học CAD, họ chỉ có học những cái lệnh thôi, bắt đầu họ vẽ vẽ vẽ, nhưng cuối cùng về sau đi làm thì nó sẽ gặp nhiều khó khăn, và nói cách khác là không làm được luôn á. Thì cái đó là mình nói thêm cho mọi người thế thôi. Rồi, thì ở đây của mình á, mình sẽ hướng dẫn mọi người tạo về cái giao diện này. Và trong cái giao diện, chính vì mình khởi tạo từ file aket.iso.dvkt nên ở đây mọi người sẽ thấy ISO 25. Mình sẽ hướng dẫn mọi người chuyển về cái giao diện này nha mọi người nhá. Rồi thì mình hỏi thêm mọi người cái nãy giờ mình nói như vậy thì mọi người có nghe rõ không? Rồi mọi người có chỗ nào thắc mắc không? Thì bây giờ bắt đầu mình vào chi tiết hướng dẫn nhá. Mình nói bên ngoài như vậy nó cũng hơi nhiều, nhưng mà mình chỉ muốn nói cho mọi người để mọi người biết cái tầm quan trọng của cái việc thiết lập, chứ không phải là mình học két là mình bay vào mình vẽ luôn. Rồi ok Nguyễn Hợp. Rồi thì mọi người khác có ý kiến gì không? Thì nếu không mình bắt đầu vào hướng dẫn mọi người thiết lập cái giao diện luôn. Rồi ok, cảm ơn Khôi. Rồi còn Đức với một bạn kia nữa. Để mình coi. Với Chung nữa. Rồi, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người thiết lập cái giao diện này nhé. Thì bây giờ mình chuyển về cái giao diện cho nó giống mọi người này. Và giống như hồi nãy, mình tạm thời mình để cái không gian, cái giao diện kép, cái model space này. Cái này nó gọi là model này. Model và cái này nó gọi là space. Space là không gian, tức là cái không gian vẽ. Còn layout ở đây á, là cái nơi dùng để in ấn. Mình có thể in ấn trên model và mình có thể in ấn trên layout. Thì về sau mình sẽ hướng dẫn mọi người in ấn trên hai cái. Nhưng người in ấn trên layout nó khỏe hơn, nó dễ dàng hơn. Còn model thì nó khó. Nhưng mà bây giờ cũng có rất là nhiều người in ấn trên model. Nên chính vì vậy mình cũng phải hướng dẫn mọi người để mọi người biết, mọi người xử lý. Tức là họ định bản vẽ trên model và in ấn trên đó luôn. Thì mình cũng phải biết để xử lý. Thì bây giờ mọi người thấy đây là cái giao diện của mình. Thì trước tiên mọi người tích vào cái vị trí ở trên này này. Mọi người cố gắng làm theo mình nhá. Bây giờ cố gắng làm theo mình. Cái vị trí ở trên, cái vị trí trống ở trên này. Còn có một bạn chưa cài được két thì sau cái buổi này mình sẽ cài két cho. Và mình sẽ rồi mình sẽ gửi video để bạn có thể làm lại nhá. Không có sao hết. Mình để con chuột lên cái vị trí trống này. Mình click chuột phải cho mình. Mình click chuột phải nha. Rồi mình chọn Close. Thì ngay lập tức nó sẽ đóng hết cái giao diện này dùng mình. Đóng hết cái giao diện. Mọi người thấy chưa? Người thấy nó trống không? Thì mọi người đưa con chuột về cái vị trí có cái dấu mũi tên sổ xuống đây. Mọi người click. Rồi sau khi mọi người click, mọi người chọn. Click xuống, mọi người xuống cuối cùng. Thì ở đây, mọi người chọn vào sâu menu bar. Thì cái thanh menu bar là cái thanh gì? Là cái thanh này này. Đó là cái thanh mình lướt con chuột đi qua đây này. Đây là thanh menu bar. Đó, mình phải sổ ra cái thanh đó trước. Rồi mọi người vào rồi mình tool. Mình click chuột trái nha. Rồi nếu mình không nói gì á, thì mọi người click chuột trái. Còn khi nào mình click chuột phải thì mình sẽ nói mọi người click chuột phải. Và hầu như tất cả các cái thao tác trong AutoCAD mình đều click chuột trái. Từ mình chọn, mình vẽ hay là mình chỉnh sửa hay cái gì đó. Nói chung là mình đánh lệnh đều liên quan đến chuột trái. Toolbar này, mọi người vào Toolbar, mọi người vào AutoCAD của mình. Cái thiết lập giao diện này rất quan trọng, vẽ nhanh hay chậm là do cái thiết lập giao diện này nhé mọi người nhá. Mọi người dê con chuột xuống phía đây, rồi mọi người chọn dùng mình vào cái chữ Standard. Đó, mọi người click vào. Thì ngay lập tức, ở đây mọi người thấy nó xuất hiện ở chỗ này. Và mọi người rê vào phía trên này, mọi người để một xíu này. Nếu mọi người mới bắt đầu, mọi người chưa quen này, rê vào phía trên, mọi người để một xíu. Thì mọi người thấy nó xuất hiện cái stem đó không? Cái này là cách để cho mình biết cái thanh công cụ đó nó tên là gì nha mọi người nhá. Rồi sau khi mình tạo standard, thanh công cụ standard mình lấy ra rồi, mình sẽ hướng dẫn mọi người dùng các cái thanh công cụ này. Rồi mọi người vào tool tiếp dùng mình. Rồi tương tự tool bar. Rồi vào AutoCAD. Và mọi người kéo xuống, mọi người chọn cho mình cái style, tức là kiểu nét. Đây. Thì ở trong này giống như nãy, đây là test này. Đây là dim này. Dim tức là đo kích thước đó mọi người. Còn đây là cái bảng này.
tức là mọi người tạo một cái bảng biểu trong AutoCAD để mọi người thống kê chi tiết, thống kê vật liệu, thống kê đối tượng ABC gì đó. Còn cái đây là cái ghi chú, thì mình từ từ mình sẽ nói mọi người. Ví dụ mình ghi chú đối tượng A nó là cái gì, rồi những cái lưu ý khi mình thực hiện nó chẳng hạn, thì mình dùng cái này. Rồi, thì bây giờ thay vì mọi người vào tool, mọi người vào tool 3, mọi người AutoCAD, mọi người lấy thành công cụ khác, thì mọi người làm như này dùng mình. Thì mình nói và mình làm như vậy, mọi người có thấy nhanh hay chậm gì không? Thì nếu mà mình làm nhanh quá thì mọi người cứ nhắn tin nói mình nhá, để mình làm chậm lại. Hoặc là mọi người có ý kiến gì thì cứ nhắn tin qua giùm mình nhá. Rồi, mình tiếp tục. Nếu không có ý kiến thì mình tiếp tục. Thì thay vì vào tool như hồi nãy mình làm các bước như hồi nãy, thì mọi người đưa đến một biểu tượng bất kỳ cũng được, mọi người chọn vào đây. Rồi, mọi người làm gì tiếp theo? Mọi người chọn vào biểu tượng, mọi người tích chuột phải nhá. Biểu tượng bất kỳ ở đây, bất cứ biểu tượng nào cũng được. Và để mọi người nhớ cái tên của cái thanh công cụ mình vừa lấy ra, mình dê lên phía đầu của nó. Mình để một xíu. Đó, mọi người thấy chữ style nó hiện lên không? Cách để mọi người biết cái tên thanh công cụ đó và để mọi người lấy nó ra hoặc là xóa nó đi chẳng hạn, thì mọi người nhớ tên nó. Ví dụ mình chọn cái biểu tượng này, mình click chuột phải. Rồi mình lấy dùng mình cái thanh layer. Nhớ là layer này chứ không phải là layer 2 nha mọi người nhé, tích vào đây. Thì cái thanh layer này mình được lấy ra. Thanh layer này hồi nãy mình đã nói sơ rồi. Thanh layer này là gì? Mới bắt đầu nó chỉ duy nhất một layer không. Giống kiểu như mọi người tưởng tượng, đây nó chỉ duy nhất có một. Giống như cái này á, là nó giống như một cái tủ á, nó chỉ có duy nhất một ngăn thôi. Đây là một ngăn tủ. Thì khi bây giờ mọi người vẽ line chẳng hạn. Rồi, ồ, vẽ đường tròn chẳng hạn. Rồi, thì tất cả các cái đối tượng này khi mọi người đây này, thì nó đều thuộc cái layer 0. Bây giờ mọi người vẽ bất cứ đối tượng nào đều thuộc layer 0. Thì có nhiều người học kép á, họ không tạo layer này, dẫn tới các đối tượng họ tạo ra nó chỉ thuộc duy nhất một cái layer 0, layer mặc định của nó. Và đến lúc đó mọi người chỉnh sửa một cái thì mọi người chỉ có cách làm thủ công hoặc xóa đi thôi. Thì mình á, phải tạo ra nhiều cái layer, mỗi một layer quản lý một đối tượng. Thí dụ tim trục, nét tim trục, mọi người tạo ra layer tim trục. Nét khuất thì mọi người tạo ra cái layer nét khuất. Nét chính, nét thấy chẳng hạn, thì mọi người tạo ra layer nét thấy. Rồi nét hét tức là tô cho vật liệu, mọi người tạo ra cái nét tô vật liệu. Tương tự như vậy còn rất là nhiều cái nữa. Tùy bản vẽ nó đơn giản đến phức tạp mà nó có ít hay nhiều layer. Đối với mình học, mình sẽ hướng dẫn mọi người tạo cái layer và để mọi người thực hành. Nó không quá nhiều. Còn về sau khi mọi người làm bản vẽ, nó sẽ có nhiều đối tượng. Mọi người cứ tương tự tạo thêm các cái layer khác. Rồi, tiếp theo. Mình click chuột phải tiếp vào cái đối tượng bất kỳ. Ví dụ tôi thích click ở đây, click ở đây. Rồi mọi người chọn dùng mình cái chữ property, tức là chữ B. Chữ B nằm đây. Property là thuộc tính. Thì bây giờ đơn giản thuộc tính là cái gì? Đây là màu sắc. Ví dụ ở đây tôi chọn red, màu đỏ chẳng hạn. Circle. Vẽ ra được một đối tượng màu đỏ. Rồi, ở đây nó là kiểu nét. Ví dụ tôi chọn continue, đây là nét continue. Thì bây giờ tôi không muốn tạo cái nét continue, tôi chọn cái nét ví dụ như tôi lót vào. Mình sẽ hướng dẫn cái này sau nhá. Center chẳng hạn. Hoặc nét hai lần mình đánh chữ H. Rồi, mình ok. Rồi sau đó mình chọn hai lần, mình ok vào đây, mình đưa cái này hiện lên. Rồi mình circle lại. Đó. Mọi người thấy không? Bây giờ cái này nó trở thành nét đứt. Đó. Còn nếu mọi người thấy cái nét đứt này này nó thưa hoặc nó dày quá thì mình có một cái lệnh gọi là LTS, Lifetime Scale. Rồi mình tăng lên, ví dụ 10. Đó mọi người thấy nó thưa ra, mọi người thấy nó thưa ra không? Lấy lại lệnh. Từ từ mình sẽ hướng dẫn mọi người, nó sẽ thưa ra nữa. Đó. Còn vào đây, ví dụ tôi chọn cái đối tượng này. Các cái đối tượng này mọi người thấy nét nó mạnh đúng không? Rồi bây giờ tôi chuyển qua đây, tôi chọn 0.35, tôi circle. Nó cũng là nét hai lần. Bây giờ mình chuyển, ví dụ mình chọn đối tượng này, mình đưa về cái nét continue, tức là nét liên tục đó. Rồi, nhưng tại sao tôi để nét ở đây 0.35 nó dày hơn cái này mà mình không thấy? Thì mọi người chỉ cần tích vào lightway ở đây. Đó, mọi người thấy khi mọi người tích lightway ở đây á, đối tượng nào mình cho đậm, mình định dạng đậm nó sẽ hiện lên. Còn nếu mình định dạng đậm rồi mà không hiện lên thì do mình chưa tích vào đây. Đó là mình nói sơ cho mọi người. Cái này là quản lý màu sắc, cái này là quản lý kiểu nét, cái này là quản
tí độ đậm nhạt. Rồi này thì không có gì hết, bỏ qua. Rồi sau khi mình tạo ra, tiếp theo mình lấy thành công cụ gì nữa? Mọi người tích chuột phải cho mình, mọi người lấy thành công cụ Dimension. Dimension là gì? Là các cái thành công cụ đo. Mọi người thấy không? Đây là các thành công cụ đo, đây là đo theo ngang này, đây là đo nghiêng, đây là đo góc này, rồi đây là đo góc vuông này, nói chung cũng là đo góc, và đây là đo bán kính này, đây là một kiểu đo bán kính khác, đây là đo đường kính, và đây cũng là đo góc đó. Nói chung là các cái thành công cụ này, nhưng mình sẽ hướng dẫn mọi người theo cái cách lệnh tắt, tức là mình dùng bàn phím để mình nhập lệnh, chứ không có ai vẽ mà tới đây mọi người tích cái lệnh, tích cái lệnh. Mình sẽ nói qua để mọi người biết nó là cái gì, nhưng mà mình làm thì mình dùng bàn phím để mình đánh cái lệnh vào. Rồi mọi người tiếp tục, mọi người tích chuột phải vào biểu tượng bất kỳ. Mọi người chọn cho mình cái thành công cụ tiếp theo là thành công cụ test. Đây. Thì mọi người thấy nó đẩy lên đây này. Đó, mọi người chỉ cần đây của mình đang bị khóa, thì mình tích chuột phải đây. Mình lock location. Rồi. Sau đó mọi người chọn on. Cái của mọi người không bị khóa đâu, tí nữa mình sẽ hướng dẫn mọi người sau nhé. Cái này để mình làm của mình thôi. Do mình lock location on. Unlock. Rồi bây giờ mình kéo ra được rồi này. Rồi. Mình đưa cái biểu tượng này lại thôi. Cho nó đúng vị trí của nó. Rồi. Thanh này mình kéo lại cho nó đẹp. Thế thôi. Ở cái thanh này mình định dạng, ví dụ mình cho lên đây chẳng hạn. Thì cái đây á là cái thanh test dùng để viết chữ. Thì test á, nó có hai kiểu chữ, một là m test này, hai là dt test này. Tức là đây là một cái test mà nó gồm dòng. Còn đây là một cái test đơn, nó chỉ có một dòng thôi. Đó, cái này mình từ từ mình sẽ nói nhé, các bài tiếp theo. Rồi mình lấy dùng mình thêm, bây giờ thanh công cụ đủ chưa? Rồi mình click chuột phải biểu tượng bất kỳ, mọi người lấy dùng mình cái cho. Đây. Đó thì nó nhảy về đây, còn nếu của mọi người nó đang nằm ngoài như này thì mọi người kéo về đây dùng mình. Khi mọi người rê đây này, mọi người thấy chữ cho nó hiện lên. Đó, mọi người kéo về phía bên phải này. Rồi tự nó sẽ bắt xuống đây dùng mình. Thì cho là thanh công cụ vẽ này, đây là lệnh line này. Mọi người rê vào mọi người sẽ thấy, để một xíu. Đây là construction line hay là x line là tạo đường giống polyline. Rồi mình tích chuột phải đây, mình không thích tích ở trên nữa, mình tích chuột phải đây. Tại sao mình làm nhiều cái chỗ tích chuột phải như vậy? Để mọi người hiểu, mọi người tích ở đâu cũng được, chứ không phải mọi người tìm tới cái vị trí bắt buộc mọi người làm. Rồi mọi người chọn cho mình cái modify. Modify có nghĩa là chỉnh sửa. Không chọn cái modify này nha, tích ở đây. Giả sử nó chưa nằm ở đây, đang nằm ở đây, thì mình kéo tới cái mép đây, tự nó bắt về. Mọi người thấy nó hiện cái thanh nằm ngang đây không? À quên, cái thanh đứng đây không? Mình bỏ cái chuột ra, tự nó bắt về đây. Kéo nó ra lại cái. Đưa nó về đúng vị trí. Rồi, mình thấy đúng vị trí, ok rồi. Bây giờ mình còn hai thanh công cụ nữa. Mình click chuột phải. Rồi mình chọn dùng mình cái nữa là cái viewport. Nó bắt đầu bằng chữ W. Thì mọi người tích vào mũi tên nếu mọi người chưa thấy này. Nó nằm ở phía dưới đây này. Tích vào đây. Rồi mọi người thấy nó đang nằm ở chỗ nào? Của mình đang nằm ở đây. Mình lại mất công mình kéo về đây. Mình kéo là mình ấn vào cái phía trên đầu của nó nha. Mình giữ chuột. Và mình rê nó về vị trí mình muốn để. Đây này, tích vào cái vị trí này. Giữ chuột trái. Mình rê đến cái vị trí mình muốn để. Rồi. Tương tự cái này mình kéo về đây cho nó đẹp, cho nó sát vô. Thực ra để như vậy không sao, nhưng mà mình làm sao cho mình cảm thấy nó như ý của mình thôi. Cái này có thể kéo được nữa thì kéo thôi, không có sao hết. Rồi, thì cái thanh viewport này á, nó sẽ giúp mọi người xuất bản vẽ trong layout. Thì tới phần xuất bản vẽ mình sẽ hướng dẫn. Rồi, mình tích chuột phải đây, mình chọn dùng mình một cái thanh nữa. À, cái này là chữ D, cho order là nó phía trên, mình nhầm. Đây là cái thanh này. Đó, đây là thanh draw order, mọi người đưa về đây. Rồi, đây là cái giao diện mình đã tạo ra được. Cái này nó gọi là giao diện AutoCAD cổ điển
hay là giao diện AutoCAD 2007 nha mọi người nhé. Thì mọi người đã làm được cái giao diện như thế này chưa? Rồi mọi người trả lời mình đi rồi mình tiếp tục. Thì mọi người đã tạo được cái giao diện như thế này chưa? Còn nếu những người chưa cài kép thì mọi người có nắm được những cái gì nãy giờ mình trình bày chưa? Ok Khôi, cảm ơn Khôi. Rồi, thế còn các bạn khác? Cái này mình nói với mọi người luôn nhé, nó rất quan trọng. Cái giao diện nó có thuận lợi cho mình vẽ thì mình mới vẽ nhanh được. Còn nếu Đức có chỗ nào khó khăn không Đức? Nếu có chỗ nào vướng thì cứ nhắn tin nói anh sẽ nói lại phần đó. Mọi người ai cũng vậy nhé. Rồi còn các bạn khác. Nguyễn Hợp thì do chưa cài kép đúng không? Nhưng mà như mình nói như vậy thì Nguyễn Hợp có hiểu không? Nền màu trắng thì từ từ mình sẽ hướng dẫn nhá. Nền màu trắng thì từ từ mình hướng dẫn. Tại vì trong cái video, à quên, trong cái buổi 1 này nè, mình sẽ hướng dẫn luôn. Thanh công cụ điều chỉnh đường nét. Ok, thì để mình sẽ nói cái nào. Hiểu tạm tạm rồi. Phải hiểu hết chứ, hiểu tạm tạm thì không ăn thua. Nếu có chỗ nào chưa rõ thì cứ hỏi lại, không có sao hết nhá. Nguyễn Hợp. Nói chung cứ vướng chỗ nào cứ hỏi, không có gì hết. Mình rất là muốn mọi người hỏi mình, không có gì hết. Có chỗ nào vướng? Thanh công cụ điều chỉnh đường nét, ok. Là cái này đúng không? Điều chỉnh đường, cái thanh công cụ này đúng không? Nó tên là Probity nhá. Tí nữa mình sẽ nói lại. Thì còn bạn nào hỏi gì không? Ok. Rồi, thì mình sẽ nói lại cho Đức một xíu về cái thanh Probity này nhá. Và mọi người luôn nhá. Mọi người đợi mình một xíu, mình sẽ nói luôn. Rồi, tại vì Đức chỗ đó còn hơi vướng. Này mình kéo xuống đây cho nó khỏi che. Rồi, thì á, cái thanh này này, Đức với mọi người thấy ở đây này. Khi mọi người rê vào này. Đây mình rê vào nha, mình để một xíu. Rồi, con chuột nó đang đây. Đây. Đó mọi người thấy. Ok. Bật được rồi đúng không? Rồi ok, thì để mình nói kỹ xíu ở cái thanh công cụ Probity này, còn các cái thanh khác thì tương tự nhá. Thì khi mọi người bây giờ nhá, giả sử bây giờ của mình nó đang nằm ở đây, mình không thích, mình muốn bỏ nó đi thì đơn giản lắm, mọi người tích chuột phải. Mọi người tìm tới đó, cái đó mọi người bỏ đi cũng được, hoặc mọi người vào tool này. Mọi người vào tool này. Vào tool bar này, vào AutoCAD này, mọi người tìm tới Probity này. Mọi người thấy nó đang có biểu tượng tích ở đây không? Mọi người tích cái đây là mọi người thấy nó mất không? Chỗ này nó đâu còn nữa. Cái đó tại sao hồi nãy mình chỉ tên cho mọi người là gì, để mọi người muốn nó hiện hay nó không hiện là do hoàn toàn mình quyết định nha mọi người nhá. Thì bây giờ tương tự vào đây, mình tới chữ Probity. Probity là chữ B nên mọi người tìm tới chữ B. Hình như nó ở trên này. Chữ B nó nằm ở trên và đây đây đây. Em không biết. Ok. Rồi mình tích vào nó này, tích vào nó là nó lên lại thôi. Rồi để mình coi, em không biết tên ba ô màu trắng standard chưa bật được. Nếu mà có cái chỗ nào mà người chưa có mà mọi người nói mình không hiểu, mọi người chụp màn hình gửi qua cũng được nhá. Rồi còn cái này mình hiểu rồi. Ở đây mình ba tên, biết tên ba ô màu trắng standard đúng không? Thì cái standard là cái này này, Đức, cái này là standard này. Rồi còn kế bên cái này này, à rồi mình hiểu là cái này đúng không? Là cái thanh này đúng không? Thì cái thanh này này, mình để đây, cái này nó là xanh. Cái này nó có tên là style nhá. Cái này nó có tên là style.
style là kiểu, đây là kiểu chữ này, kiểu kích thước này, kiểu đo kích thước đó. Còn đây là kiểu bảng này, đây là kiểu ghi chú này. Thì mình đã nói chỗ đó rồi, thì Đức đã nắm được chỗ đó chưa? Tên của nó là style nhé. Mình đưa lại đây, mình cho mọi người nhìn thấy này. Tên nó là style nhé. Để mình coi cái này mình đã ghi chưa. Ờ, đang ghi. Rồi. Rồi, mình tiếp tục nhá. Thì bây giờ nhá, mọi người làm như thế này chưa có xong đâu. Chưa có xong đâu. Thì bây giờ mọi người bỏ dùng mình cái thanh điều hướng này đi. Và bỏ cái này đi. Mọi người tích vào đây. Cái thanh này á, mình không dùng. Tích vào đây, mình bỏ đi. Còn cái này nó tên là NaviCube, tức là khối điều hướng. Cái này mình dùng trong AutoCAD 3D. Còn này mình không dùng. Thì mình bỏ đi. Mọi người đánh dùng mình chữ NAVV. Nó sẽ hiện lên NaviCube, khối điều hướng. Mọi người không cần đưa con chuột về đây, mọi người tích, mọi người đánh nha. Mọi người để chuột ở vị trí bất kỳ, mọi người đánh, nó sẽ nhận về cái thanh comment line này. Rồi mọi người enter. Rồi mọi người có thể tích vào chữ off hoặc mọi người đánh. Nếu mọi người enter thì trong AutoCAD cái nào nó trong cái dấu nháy như này này, dấu ngoặc kiểu ngoặc lớn nhỏ đây này. Khi mọi người enter, bây giờ mình nói mọi người nha, trong AutoCAD mọi người có thể dùng phím enter, phím space, và về sau mình sẽ hướng dẫn mọi người dùng chuột phải. Ba cái này nó có chức năng giống nhau, tức là nó có chức năng ok, tức là nó đồng ý thực hiện cái lệnh đó cho mình. Nhưng mình lưu ý mọi người dùng mình cái phím space, tức là cái phím dài. Tại vì cái phím space nó nằm ngay vị trí chính giữa nên mình thao tác nó sẽ nhanh hơn so với phím enter. Nhá mọi người nhá. Thì khi mà nó có dấu nháy ở đây này, dấu lớn, dấu bé và cái chữ ở giữa đây, thì khi mọi người ấn space á, tức là mình đồng ý với cái tùy chọn này. Đó, đây là cái tùy chọn nó gợi ý. Bây giờ mình ấn space là mình đồng ý, tức là mình on, on là vẫn bật nó. Mình muốn tắt nó đi, mọi người có thể tích vào chữ off này, hoặc mọi người đánh cho mình chữ O, FF, cái chữ màu xanh này, nó có bao nhiêu chữ thì mọi người đánh vào bấy nhiêu chữ. Mọi người ở đây nó mất đi. Rồi. Rồi bây giờ mình lăn chuột nha. Đó, mọi người thấy đây ở cái vị trí này là cái hệ trục tọa độ OXY. Thì mọi người thấy khi mọi người lăn chuột, mọi người nhìn thấy không? Nó di chuyển đi thì nó dẫn tới là mình vướng mắt. Vướng cái mắt của mình á, chính vì vậy mình mong muốn mình cố định nó ở đây. Thì mọi người đánh dùng mình chữ UCS. Mọi người trước khi đánh á, mọi người chuyển cái này qua dùng mình. Đánh tiếng Anh chữ E. Rồi mọi người tích lại đây để con chuột ở cái trạng thái rảnh, tức là nó có hai cái sợi chỉ và cái hình chữ nhật ở giữa, mọi người đánh UCS icon. Rồi, mọi người có thể tích vào off. Nếu mọi người enter là mọi người chọn on là nó vẫn còn ở đây. Mọi người off là mọi người tắt. Và mọi người chọn vào no origin, tức là cố định cái hệ trục tọa độ ở đây. Hoặc mọi người đánh vào chữ cái xanh in hoa, tức là chữ N. N. Đó, mọi người thấy mình đánh chữ N chưa? Rồi, mình ấn phím space. Từ bây giờ về sau mình nói enter là phím space nha mọi người nhá. Rồi, thì bây giờ mọi người lăn chuột coi. Mọi người thấy nó cố định ở đó không? Mình lăn chuột. Nó đâu di chuyển được, gốc tọa độ luôn luôn là vậy. Thì sau khi mình tạo ra được cái này rồi này, tạo được cái giao diện này rồi, thì đây còn cái thanh này nữa mình chưa nói. Thì mọi người dê vào đây. Đây là cái thanh comment line. Thì mình dê vào đây. Mọi người thấy nó hiện. Sao nó không hiện ta? Thôi được rồi. Đây này, nó có chữ comment này, tức là cái thanh để mình nhập lệnh vào. Và mình nói là mình để con chuột ở vị trí bất kỳ thì cái lệnh nó cũng tự nhập về đây nha mọi người nhé, chứ không cần phải tích vào đây là mọi người đánh ABC để mọi người đánh cái lệnh gì. Đây, mọi người đánh lệnh like chẳng hạn. Thì mặc dù con chuột mình để trên đây này, trên đây này mọi người đánh L này. Đó, là tự nó nhảy về đây nhá, chứ không cần tích về đây là mình đánh. Rồi. Rồi mọi người kéo cái này lên, rồi mọi người kéo xuống chạm cái này. Thì mọi người thấy nó mở rộng ra không? Mọi người bỏ. Đây là mình đang giữ con chuột nha. Mình giữ con chuột rồi mình dê xuống phía dưới này. Đó, bắt đầu mình thấy nó mở ra này. Mọi người thấy nó mở ra. Mình bỏ tay con chuột ra. Thì cái thanh comment line của mình nó nằm như thế này. Rồi mọi người có thể kéo nó xuống. Đó, mọi người đưa đây, mọi người kéo
thành comment line nhỏ xuống cũng được nếu mà người thích, hoặc kéo nó to lên. Thì thường là mình sẽ để như này đó. Rồi sau khi mình làm xong cái này rồi thì bây giờ vô tình ví dụ mình vào đây, mình đưa lên trên này, mình kéo nó ra đây thì vô tình nó nhảy mất. Thì bây giờ mọi người muốn cố định nó, tức là sao, tức là tôi muốn đây mình kéo nó lại, rồi mình kéo nó vào đây. Rồi mình tắt này đi luôn, x vào đây đi, tắt nó đi luôn, phóng lại. Rồi mình vào click chuột phải đây, mình chọn cái thanh vào đấy, show order. Rồi thì bây giờ khi mọi người dê vào, mọi người kéo nó ra thì nó sẽ bị di chuyển, thì mình cố định nó, mình khóa nó vào. Thì giống như nãy mình làm, mình click chuột phải vào vị trí trống ở đây này, không click lên đây nhá, lên đây nó không có gì đâu. Mọi người có thể click vào vị trí trống ở đây, vị trí trống ở đây, vị trí trống ở đây, bất kỳ, click chuột phải thì mọi người thấy nó có chữ lock location, mình chọn lock, mình dê con chuột qua đây, mình chọn on, mình chọn lock, thì bây giờ là nó đã khóa đó mọi người. Và khi mọi người dê tới cái đây, tới cái biểu tượng này, rồi mình dê tới đây, dê tới đây chẳng hạn, mình giữ chuột thì mọi người thấy không, nó xuất hiện cái hình tròn. Hoặc mình dê qua đây, mình muốn kéo nó, mình click chuột, mình muốn kéo nó, xuất hiện cái hình tròn có dấu gạch viền đỏ là nó đã khóa rồi, thì mọi người không di chuyển được nữa. Thì bây giờ mình không di chuyển được nữa là mình cố định nó rồi. Tương tự mọi người muốn mở khóa thì mọi người click chuột phải vào vị trí này, mọi người lock, rồi mọi người on, rồi unlock, đó là mọi người mở khóa. Rồi tiếp theo mình làm gì tiếp? Bây giờ cái giao diện này mình đã tạo được rồi thì mình phải lưu nó lại để lần sau mình có cái giao diện này mình làm. Thì mọi người rê con chuột xuống đây cho mình, ở trên đây cũng được nha, mọi người tích lên đây cũng được này, tích chuột phải đây, mọi người chọn vào xe và current net. Đối với các phiên bản kép nó thấp hơn 2021 đó, thì nó sẽ không có ở trên đây, có dưới đây thôi. Mình chọn vào xe current net, tức là sell cái giao diện hiện tại, current là hiện tại. Rồi mình đặt cho nó một cái tên, mọi người đặt cho nó là tên là giao, mọi người đánh nghìn hoa để giao diện chẳng hạn, giao diện AutoCAD 2007 hoặc là classical, tức là cổ điển, hoặc đánh chữ cổ điển cũng được. Ví dụ mình đặt tên như này đúng không, rồi mình sell. Rồi thì bây giờ mình tích vào đây, mình sẽ thấy nó xuất hiện là giao diện AutoCAD 2007. Rồi nhưng bây giờ khi mà người tắt đi nha, thì tí nữa nó vẫn hiện lên cái Navi Viewer, tại vì mình mới gọi là tắt nó đi thôi, mình lưu cái đó là cái giao diện thôi chứ nó không nhận cái này Navi Viewer. Thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn mọi người làm sao. Bây giờ giả sử mình tắt đi, rồi sau khi mình làm xong mình không lưu, no. Rồi bây giờ tôi cũng chọn vào template, rồi vào ACAD ISO .dvkt để mở cái ISO 25 lên. Thì đây nó sẽ có ISO 25 này. Rồi mình tích vào đó, chọn này, bỏ cái hệ lưới này đi. Mọi người thấy tạo đúng rồi thì nó hiện cái này. Và lúc đó nếu mà nó vào cái giao diện này này, Chatting Annotation đó, ví dụ như này, thì mọi người chỉ cần tích vào cái mũi tên này thôi, mọi người chuyển về cái giao diện mọi người đã lưu và mọi người bắt đầu vẽ thôi. Nhưng bây giờ chưa được. Tại sao chưa được? Bây giờ mình mới thiết lập giao diện, mới thiết lập giao diện và cái này nó vẫn hiện lên này mọi người. Đó, Navi Cuber, và cái này mình lăn chuột nó vẫn di chuyển này. Mặc dù hồi nãy mình đã làm các thao tác rồi nhưng mình chưa lưu. Cái này là lưu giao diện thôi. Còn các cái cài đặt mặc định ở đây thì mình phải tạo ra một cái template mẫu, nó có các cái cài đặt mặc định đó, thay cho cái file controller này, thay cho cái file ACAD ISO này. Giống như mình đây, mình để không template mẫu, thì lúc đó các cái mặc định của mình nó sẽ lưu ở đây, và khi mình mở lên mình sẽ không cần chỉnh sửa gì. Các cái phần tiếp theo á,
mình cứ làm cái gì thêm vào, mình cài đặt chữ, cài đặt layer, rồi cài đặt kích thước, vân vân và vân vân. Thì sau khi mình cài đặt, mình lại lưu vào Ctrl Shift S, mình lưu vào cái file template, mình lại lưu vào cái file template, lưu đè lên để nó lưu các cái mặc định đó. Thì về sau mình sẽ có được một cái file template hoàn chỉnh để mình vẽ. Thì mọi người đã lưu được dùng mình cái giao diện AutoCAD cổ điển này chưa mọi người? Phần tiếp theo chọn option. Mình đã lưu được cái giao diện này chưa? Mọi người có chỗ nào vướng không? Rồi mình tiếp tục. Nếu mọi người không có gì vướng hoặc có gì thì mọi người trả lời tin nhắn của mình với nhé. Nói lại sơ phần lưu dùm em. Ok cô. Thế còn người khác? Chung với nên nãy là Nguyễn Hợp. Rồi Dũng có gì thắc mắc không? Nếu có gì thắc mắc thì cứ hỏi nhá. Mình học trong lớp là mình muốn mọi người hỏi mà. Để mọi người nắm được. Ok Nguyễn Hợp. Nói chung á, là mình không nên xài AutoCAD 2007 nha mọi người nhé. Tại sao? Mặc dù AutoCAD 2007 mình nhớ không lầm như nó có hơn 1GB thôi á. Nhưng mà bởi vì các cái tính năng vẽ nhanh của nó mình không có dùng được. Nên chính vì vậy á, đừng nên dùng 2007. Và khi mà vô tình mình nhận được một cái file CAD bản cao hơn thì mình sẽ không mở được. Chính vì vậy nên đừng... Nên mình khuyên mọi người tối thiểu mọi người dùng dùm mình 2015. Và tốt nhất mọi người học với mình, mọi người cài 2021 dùm mình thì nó sẽ ok hơn. Còn Đức, còn vấn đề gì hay là có gì hỏi thì nhắn tin luôn cho anh trả lời luôn. Thì Trung cố gắng cài cái bản két cao nhé. Ok. Chị lại dùm em phần lưu hệ trục tọa độ. Rồi. Rồi ok. Ok Trung. Ok. Vậy nha Trung nhá. Rồi bây giờ mình sẽ nói lại. Ở cái bạn trên hồn khôi nãy nói cái gì? Hỏi cái gì? Phần lưu hệ trục tọa độ đúng không? Đây là Đức. Còn phần lưu đúng không? Thì mình sẽ nói lại trước tiên là lưu nhá. Thì sau khi mình tạo xong cái giao diện này rồi nhá. Thì mọi người click chuột phải đây. Rồi mọi người chọn lock. Nhớ là click chuột phải đây nha, mọi người đừng rê lên đây, mọi người click nó không ra cái gì đâu. Đây này, mọi người rê lên đây là mình low on cái là nó đóng hết lại luôn nha. Thì lại phải làm lại từ đầu. Mọi người tích ở đây này, hoặc mọi người ví dụ ở dưới này của mọi người còn trống, mọi người tích vào đây. Rồi mọi người lock location on. Hồi nãy mình khóa rồi nên cái chữ lock nó mờ đi, chỉ còn unlock thôi. Còn nếu mọi người chưa khóa ở đây chữ lock nó sẽ sáng và chữ unlock nó sẽ mở. Thì mọi người chọn lock thôi. Rồi bây giờ mình unlock. À mình lock, mình khóa lại xong. Thì bây giờ mình mới khóa lại, mình không di chuyển được thôi. Thì mình phải lưu lại. Lưu, có hai cách lưu. Đối với CAD 2021 thì nó có thêm một cái ở trên này. Thì mình cài thêm cũng được. Nhưng mà nói chung CAD có cái gì thì cố gắng để mặc định đó thôi. Những cái gì cần thiết thì mình đưa vào. Còn không xài mình cũng không nên thêm. Mọi người chọn Save Current. Rồi mình sẽ nói cái này cho mọi người dễ nhìn. Và nếu vô tình có người nào xài cái bản CAD không phải 2021 cũng có mà làm. Chứ còn nếu mình nói trên này thì mọi người lại nếu xài bản CAD khác thì không có. Mọi người chọn vào Save Current. Đó, chọn vào đây nhá. Rồi, bắt đầu ở đây nó nói name, đặt tên Save Workspace. Workspace là cái môi trường làm việc của mình á. Save lưu cái môi trường làm việc. Đó, lưu cái môi trường làm việc name này. Mình đặt cho nó cái tên thôi. Thì đây là giao diện AutoCAD cổ điển thì mình đánh là giao diện chẳng hạn mình viết tắt giao diện
CAD chẳng hạn, mình không thích đánh chữ AutoCAD 2007 hoặc cổ điển thì cũng được. Mọi người đặt cái tên gì bất kỳ, không có nhất thiết phải đặt giống mình. Rồi mọi người share thôi. Thì sau khi mọi người share xong, mình không share nữa nha, thì nó sẽ hiện ở đây. Rồi, rồi khi bây giờ tí nữa mình sẽ hướng dẫn cái hệ trục tọa độ lại nhé. Bây giờ mình tắt đi này. Rồi mình no. Thì bây giờ mình tắt CAD đi luôn nha. Cái của mình nó khác hơn mọi người xíu, bởi vì mình để mặc định cho nó chạy vào cái file template mẫu luôn. Nên tí nữa CAD của mình nó sẽ chạy thẳng vào đó, và xíu nữa mình sẽ hướng dẫn mọi người làm cái thao tác đó. Đó, nó tự chạy mặc định vào đây, nó mở cho mình luôn. Đây này. Đó, nó mở hết. Có đầy đủ cho mình rồi. Đó, thì mình sẽ hướng dẫn mọi người theo cái hướng này để mọi người có. Còn bây giờ mình sẽ tắt cái này đi. No. Thì bây giờ mình sẽ chọn vào cái file template thôi. Luôn luôn mình khởi tạo. Khi mình chưa có cái file template mẫu giống của mình, mọi người luôn luôn nhớ cho mình phải khởi tạo từ ACAD ISO.DWT. Hoặc mọi người, nếu mọi người không thích tích vào đây thì mọi người bấm cho mình chữ Ctrl N. Đó, mọi người bấm Ctrl N nhé. Thì nó sẽ hiện ra cái này. Mọi người chưa có hai cái này đâu. Về sau mình sẽ hướng dẫn mọi người hai cái này là một thôi. Do mình dạy hai ba lớp nên là mình có hai cái ba cái này thôi. Mình tạo nhiều. Mình nó chính là ACAD ISO này mọi người. Mọi người tích vào nó. Và mọi người thấy không? File of type, cái kiểu file của nó là drawing template. Template là mẫu, tức là mọi người vẽ cái gì, mọi người lấy cái mẫu này ra để mọi người vẽ. Thì trong cái mẫu này nó có những cái cài đặt mặc định. Rồi khi mọi người tạo ra một cái template mẫu thì mình lưu vào đây. Nhưng mọi người nhớ phải chọn về đúng cái đuôi là template thì nó mới là template, tức là nó mới là mẫu. Còn bình thường cái đuôi DWG hoặc DXF, đúng không? DXF thì nó chỉ là cái file thông thường, nó chỉ là cái file bản vẽ. Nói chung là nó vẫn là file CAD nhưng mà nó không phải là file mẫu nha mọi người nhá. Bình thường nó là DWG. Đó. Mọi người có thể cần chỗ nào mọi người mở này ra, mọi người tích vào đây, mở lên, hoặc mọi người tích vào cái trang giấy ở trên này này, nó có chữ new này. Tích vào đây thì nó cũng sổ ra cái bảng đó thôi. Rồi cái này của mình nó vào trực tiếp tại vì mình thiết lập mặc định rồi. Còn nếu không mọi người cứ nhớ là Ctrl N của mình. Rồi. Hoặc mọi người tích vào template. À CAD ISO. Đây. Rồi giả sử mình vào đây. Mình tắt cái hệ lưới đây, nó là F7, mình tích F7 cũng được. Ví dụ nó chưa ra cái giao diện này thì mọi người nó đang ở cái giao diện này chẳng hạn. Đó. Thì mọi người chọn vào đây, đưa về cái giao diện hồi nãy mình thiết lập, ngay lập tức nó chuyển cái giao diện này mọi người thấy không? Và mọi người dùng cái giao diện này mọi người vẽ. Rồi, và tí nữa mình sẽ hướng dẫn mọi người thiết lập cái này thành file template mẫu. Rồi bây giờ tiếp tới cái câu hỏi của, đây còn ai hỏi nữa không? Phần lưu hệ trục tọa độ đúng không? Thì để mình nói này. Ở đây á, nó có hai cái này mình không dùng, để đây cũng được nhưng mà để đây vướng. Thì cái này nó tên là NaviCube, là NAVV này, mọi người chỉ cần đánh NAVV thôi. Đó. Hoặc mọi người đánh đầy đủ NAVVCUBE nhưng mà nó dài dòng, mọi người chỉ đánh NAVV là nó hiểu. Rồi mọi người ấn phím space, tức là enter. Bây giờ mình chỉ nói enter thôi nhá. Space enter là một. Mọi người chọn vào off hoặc mọi người đánh OFF. Nếu mọi người ấn enter thì tức là trong cái nháy dấu lớn nhỏ này nó sẽ chọn on luôn và nó vẫn còn nằm nguyên. On là bật mà, nó vẫn còn nằm nguyên. Thì bây giờ mình ấn phím space là mình lấy lại cái lệnh hồi nãy á, cái lệnh hồi nãy của mình là NAVVCUBE đó, NaviCuber, mình ấn phím space lấy lại lệnh. Mọi người không cần phải đánh lại. Tức là CAD nó có một cái hay á là khi mọi người ấn phím space hoặc về sau mình hướng dẫn mọi người cài đặt chuột phải hoặc ấn enter, nó sẽ lấy lại cái lệnh cũ. Tức là hồi nãy mọi người vẽ lệnh line thì nó lấy lại lệnh line, vẽ đường tròn nó lấy lại đường tròn. Nếu mọi người xóa thì nó vẽ lại lệnh xóa. Còn nếu mọi người đánh cái lệnh NAVVCUBE thì nó sẽ lấy lại cái lệnh đó. Rồi người chọn off của mình, tắt cái này đi. Đơn giản chưa? Rồi đây là hệ trục tọa độ và nó có tên là UCS. Là UCS và mọi người đánh vào UCS icon. Đánh vào UCS thì nó sẽ hiện ra cái UCS đây. Mọi người tích chọn xuống đây cũng được. Còn mọi người đánh thêm chữ sẽ ra icon luôn. Icon là biểu tượng, là cái này này. Rồi mình ấn phím space, tức là enter.
Rồi, thí dụ mình chọn vào off chẳng hạn. Nếu mọi người enter, bây giờ tương tự lại chọn on tiếp. Rồi, bây giờ mình enter, tức là space á, thì nó sẽ không tắt. Bây giờ mình chọn off, mình thấy đây nó mất không? Có nhiều người không thấy cái XY ở đây, nói của cái get tôi nó bị lỗi hay nó bị sao, thì không phải, do mình tùy chỉnh, mình tắt bật nó thôi. Rồi mình lấy lại lại, ấn phím enter, rồi mình chọn no, đó là nó hiện lên đây, và lấy lại lệnh một lần nữa, on rồi mình cho nó hiện lên nè. Rồi bây giờ mọi người lăn chuột, mọi người thấy nó nằm yên ở vị trí đó không? Mình lăn con chuột lên, lăn con chuột xuống, cho dù như thế nào thì hệ trục tọa độ OXY của mình nằm đây. Rồi thì mình nói hai cái phần đó rồi, giữa khôi với đức, đã nắm được chưa? Nắm được rồi thì mình qua phần khác luôn, để mình coi không. Khôi với đức nắm được rồi thì mình qua phần khác nhá. Ok, cảm ơn Đức. Ok Khôi, cảm ơn Khôi. Rồi, tiếp theo, mình sau khi mình đã tạo ra cái này rồi, mình đã thiết lập được giao diện. Lần trước mình dạy thì mình dùng AutoCAD 2018, nhưng về sau mình chuyển sang hướng dẫn AutoCAD 2021 luôn. Tại 2018 nó hình như mình nhớ không lầm, nó gần nặng hơn 2021. Và 2021 nó có nhiều cái hay hơn nên mình hướng dẫn luôn. Là mình đã tìm, đã làm được như thế này rồi. Bây giờ trước khi mình tìm hiểu cái hộp thoại option, đây là những cái cực kỳ quan trọng nha mọi người nha. Những cái thiết lập này, ba cái buổi thiết lập này này, ba cái buổi thiết lập này là cực kỳ quan trọng. Mọi người nếu không nắm được cái này thì mình đảm bảo với mọi người không bao giờ mọi người quản lý được két. Mọi người vẽ thì vẽ hay mọi người làm gì là cuối cùng mọi người không in ra được bản vẽ như ý muốn của mình và như ý của người khác. Thì cái đó là ba cái buổi này cực kỳ quan trọng nhé. Đó. Rồi tiếp theo, mình chưa tới cái bước này được, còn một cái nữa. Thì đây là cái giao diện két rồi. Bây giờ cái mục đích của mình là mình phải lưu cái giao diện két này lại. Và làm sao đó để mỗi lần mở lên, nó mở đúng cái này luôn cho mình. Mọi người không cần phải vào. Mọi người khi mọi người tích lên này, nó sẽ có cái này. Đúng chưa? Rồi mọi người lại phải vào đây, mọi người tìm đến cái file mình lưu. Ví dụ mình có file template mẫu, mình tích vào đây. Hoặc ACAD ISO mình tích vào đây, rồi bắt đầu mình mới vào. Đúng không? Thì mình làm như vậy nó bực mình. Thì thay vì đó mình có cách nào mình làm cho nó nhanh hơn không? Rồi, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người đây. Rồi mình tiếp tục, mình lại phải tắt cái này đi, NAVV. Rồi, OFF. Rồi, UCS icon. Thì bây giờ khi mình thiết lập lần này đi, thì tất cả những cái này nó sẽ cố định mình mở lên luôn luôn là như vậy. Còn khi mình chưa lưu á, thì mình mở lên nó lại luôn luôn, mình lại phải làm lại cái bước đó. Rồi, thì bây giờ mình làm cái gì tiếp theo mọi người? Đánh cho mình. Mọi người có thể tích vào đây này. Server S này. Mọi người có thể vào server S đúng không? Hoặc server S này. Rồi mọi người chọn ở đây này, mọi người tích ra cho mình. Mọi người tích ở đây cho mình. Mọi người thấy không? Ở đây nó đang lưu mặc định là DWG. Chữ DWG này nó chính là chữ D này, chữ WG này, chữ Drawing này, chứ không phải là cái gì hết nha. Drawing là bản vẽ. Thì đây là cái đuôi file, cái đây là một cái đuôi file thông thường thôi, nó không phải là file template. Thì mọi người chọn vào cái file template này. Khi mọi người chọn vào đây cái, ngay lập tức nó nhảy về cái đường dẫn có cái file template. Hồi nãy mọi người thấy không? Khi mình chọn DWG. Đó. Nó đang nằm ở đây, mình chọn vào chữ đâu rồi, AutoCAD Drawing Template DWT. Đó, DWT. Thì ngay lập tức nó chỉ tới cái đường dẫn có chữ template. Rồi. Thì sau khi nó chỉ tới đường dẫn có cái chữ template này, bây giờ mình làm gì? Thì bây giờ mình lưu cái template của mình lên. Đây mình đã lưu hai cái, không template mẫu, không template cookie. Mọi người có thể để, tại sao mình để số 0 là để nó gom lên trên cùng, vì trong AutoCAD nó ưu tiên số trước rồi bắt đầu tới chữ. Thì mọi người không thích, mọi người có thể để là mọi người khỏi để số cũng được, nhưng mình thích mình để số lên. Ví dụ mình để số 1 chẳng hạn, rồi mọi người gạch một cái, gạch cũng được. Mọi người khoảng cách đó, mọi người khoảng cách, mọi người đánh là tem lên. Rồi, template. Lớp
kẹt cơ bản chẳng hạn. Đó, mọi người tốt nhất là mọi người đánh không dấu cho mình nhá. Tại vì mọi người thấy không? Cái này mặc định nó cũng có dấu đâu. Rồi. Thôi mình để không cho nó đồng đều đi. Không một cũng được. Rồi. Thêm cái dấu gạch cho nó giống cái phía trên. Còn mọi người muốn đặt cái gì cũng được nhá, nó không có quy định ở đây. Rồi mọi người chọn cho mình là xe. Rồi. Sau đó mọi người chọn ok. Rồi bây giờ nhá, mọi người tắt cái này đi, tắt cái file này đi. Rồi, mọi người tích vào đây. Mọi người sẽ thấy ôm cái này lên trên. Mọi người thấy chưa? Vì có số 0 nó ưu tiên, số 1 thì nó sẽ xếp sau số 0 nếu hồi nãy như mình làm. Đó, và đây là cái template của mình. Mình tích vào đây, mình mở nó lên. Hoặc mình không tích vào đó mở nó lên thì mình bấm Ctrl N. Hoặc mọi người tích vào cái này. Đó, mọi người tiếp tục chọn vào cái này thôi. Rồi open. Ở đây thì nó không ghi cái đuôi là chấm cái gì. Đó, mọi người thấy không? Nó khác về trong này. Rồi mình open. Thì mình vào đây, mọi người thấy không? Cái thanh điều hướng NaviCuber này nó mất. Tại vì mình lưu nó thành file template mẫu là nó nhớ. Còn hồi nãy mình mới lưu cái giao diện thôi, chứ mình chưa lưu cái file. Và cái này khi mình lăn chuột nó cũng hệ trục tọa độ nó vẫn nằm đây. Nhưng bây giờ mọi người thấy khi mà mình làm rồi về sau á, về sau nhá, khi mọi người làm, mọi người thiết lập layer, thiết lập kiểu chữ, thiết lập kiểu kích thước, đúng không? Rồi mọi người lưu, mọi người bấm Ctrl S chẳng hạn. Rồi mọi người bấm Ctrl S hoặc mọi người bấm Ctrl Shift S chẳng hạn. Rồi mọi người lại chọn vào template. Hoặc mọi người bấm vào cái chữ Save S ở đây cũng vậy nhá. Rồi mọi người chọn về cái template mà người tạo. Sau khi mọi người tạo được thêm các cái cài đặt mặc định ở đây này, các cái kiểu layer, kiểu kích thước, rồi kiểu chữ, thì mọi người chọn vào cái này. Rồi mọi người tiếp tục mình lưu thì ngay lập tức nó đè lên cái file cũ, ngay lập tức nó đè lên cái file cũ và nó trở và cái file này nó trở thành một cái file cập nhật mới, thêm các cái những cái cài đặt mặc định, những cái mình tạo mặc định bổ sung để mình phục vụ cho việc làm việc. Và cứ thế mọi người lưu cái template mẫu đó. Rồi sau khi mình save vào đây là mình lưu mặc định đè lên đây. Thì sau về sau đó mọi người cứ mở cái file template này lên, mọi người làm. Và mọi người làm sau đó khi mọi người có cái template mẫu đầy đủ rồi, mọi người mở cái file này lên, mọi người làm. Đúng chưa? Và sau khi mọi người làm, mọi người Ctrl S chẳng hạn. Đó, mọi người lưu nó, mọi người tạo cho nó một cái folder. Ví dụ phần bài tập chẳng hạn thì mọi người, hoặc là công việc của mọi người, công trình A, công trình B, new folder, công trình A, rồi mọi người đưa vào cái folder đó. Ví dụ ở đây mình new folder chẳng hạn, hoặc mình lưu ở đây luôn, desktop chẳng hạn. Tôi tạo cho nó một cái folder, new folder, lớp F2021 chẳng hạn, lớp kép cơ bản 2021 chẳng hạn. Rồi. Mình tích vào đó. Rồi mình lưu cái này. Ví dụ mình kêu là buổi 1 chẳng hạn. Mình đặt tên là buổi 1. Thì lúc này mọi người để là DVKG, tức là cái file bài tập của mình. Đó, buổi 1 chẳng hạn. Rồi save đây. Đó, thì bây giờ cái file này của mình này là cái file buổi 1 này. Còn cái file template của mình, thí dụ đây là cái file buổi 1 của mình. Mình làm cái gì mình lưu ở đây, mình vẽ được các cái hình gì mình lưu ở đây. Còn khi mọi người sang cái buổi tiếp theo, đúng không, mọi người có thể dùng cái file, mọi người sang cái công việc tiếp theo hoặc cái buổi 2, mọi người tạo ra một cái folder mới, thì mọi người cần cho n tiếp, mọi người mở cái traveling template lên, mọi người lại dùng cái file template lớp kết cơ bản này, mọi người open lên. Rồi mọi người sau khi mọi người làm xong các cái bài tập và tất cả những cái gì trong buổi 2, mọi người tiếp tục mọi người lưu giống hệt như ở này, và mọi người lại lưu nó là đuôi DVKG, thì cái file mẫu của mình nó không mất, nó luôn luôn còn đó. Và đây là các cái file mình làm từ lấy từ cái file mẫu đó ra. Đó, các cái file bài tập và các cái file công việc chẳng hạn từ cái file mẫu đó ra. Thì mình nói cái chỗ này nó hơi khó hiểu thì mọi người nắm được chưa? Nhưng mà thực ra nó cũng rất là dễ thôi. Thì Khôi, Dũng với Trung với cả Nguyễn Hợp đã nắm được chưa?
Ok, cảm ơn mọi người, cảm ơn Khôi, cảm ơn Nguyễn Học. Thế còn Dũng với cả Trung. Ok mọi người mình tiếp tục nhé. Rồi, thì đây, ví dụ hôm nay là cái buổi 1 của mình. Tắt cái file này đi. Đó. Thì bây giờ mình sẽ tắt cái buổi 1 này đi nhé. Mình sẽ dùng cái template hồi nãy, Ctrl N. Rồi, mình mở cái này lên. Cái vấn đề bây giờ mình muốn là cái gì? Mình muốn là khi mọi người mở AutoCAD lên là ngay lập tức vào cái template mẫu cho tôi, chứ không cần phải vào đây tôi chọn cái này. Thì cái đó mình phải làm sao? Thì bây giờ mình phải làm như thế này. Rồi, mọi người đánh giùm mình cái chữ OP. OP tức là option. Nó giống như đây này, tìm hiểu tùy chọn hộp thoại option trong AutoCAD. Để mọi người vẽ thuận lợi nhanh hay không là do mình thiết lập cái này. Kép có bị lắc hay không là do mình thiết lập cái này. Tức là nó bị giật các mọi người, khi mình vẽ mình thấy mình vẽ xong một hồi rồi mà mình thấy cái đường nó còn chưa tạo thành. Đó. Thì mình OP ở đây rồi mình mọi người ấn phím space rồi mình, hoặc mọi người có thể vào format này. Rồi mọi người không phải, vào tool này. Nó nằm vào tool, vào option này. Tool ở chỗ này nha mọi người nhá. Rồi option là mình cũng mở được cái hộp thoại option lên. Đó. Rồi mọi người vào cái tab nó tên là file. File này thì mình làm cái gì? Thì mọi người tìm dùm mình. Đây này, mọi người thấy cái chữ template sitting không? Ở đây á là cái nơi mà nó chỉ đến cái đường dẫn cái file mặc định để mọi người mở lên. Thì mọi người click vào đây này. Đó mọi người, rồi tìm tới dùm mình. Từ nhá. Lock location. Đây đây vào cái này. Để mình coi cái này xíu. Đúng không? Cái này của mọi người á mới ban đầu nó ở đây, khi mọi người tích vào cái lock file location tức là cái vị trí lưu file á, thì đây mình nhớ không lầm của mọi người nó sẽ là no này. Rồi mọi người tích vào đây. Khi mọi người đây này, mọi người sổ cái lock file location này ra. Để mình coi lại cái này. Đúng rồi, cái này là cái chỉnh kia. File template mẫu. À không phải, cái này đúng rồi. Quên mình nhầm nhầm. Rồi mọi người làm lại cho mình nhá. Vào cái template sheet này. Cái này lâu mình không chỉnh, mình cũng không nhớ hết được. Thì mọi người sổ cho mình cái này này. Đúng rồi, cái này. Đây đây, mọi người chọn vào cái default template file name. Cái QN này, Q new này. Đó. Nếu mọi người đây là cái chữ nâng á, mọi người cứ click đúp vào. Click đúp vào. Cái xong mọi người chỉ dùng mình tới cái vị trí mà mọi người muốn mở cái file đó. Thì khi mọi người click đúp vào đây á, nó sẽ chỉ tới click đúp vào, nó sẽ chỉ tới cái template. Bây giờ hồi nãy mình đã tạo ra cái template lớp kết cơ bản là mọi người click vào đây, mọi người open. Đó, thì nó sẽ nhảy tới đây. Mọi người thấy không? Ở đây nó ghi là không template lớp kết cơ bản. Rồi. Rồi mọi người apply rồi mình, mọi người ok rồi mình. Rồi, bây giờ mình tắt kết đi. Rồi, mình tắt luôn kết. Rồi bây giờ mình thử mở kết lại cho mọi người xem nó có gì khác không. Đây. AutoCAD thì nó không có nặng đâu mọi người. Đó. Thì ngay lập tức nó dẫn mọi người tới đúng cái file ở đấy. Đây, cái file ở đấy. Cần cái file template lớp kết cơ bản này, ngay lập tức nó chạy tới đây luôn mà nó không vào ở trong đây, rồi bắt đầu mình phải chọn như này nữa, mà ngay lập tức nó chạy tới cái đường dẫn của mình chỉ cho nó luôn đó, cái đường dẫn mình chỉ cho nó. Thì bây giờ mọi người bật kết một cái, mọi người không cần chỉnh gì, nó chạy tới đây rồi bắt đầu mọi người vẽ. Rồi khi mọi người vẽ, mọi người không, trước tiên mọi người tạo thêm cái cài đặt mặc định, rồi mọi người lưu file template mẫu. Sau khi có một cái template mẫu hoàn chỉnh xong, bắt đầu mọi người vẽ vẽ và mọi người lưu thành các cái file bài tập
file công việc riêng với cái đuôi DWG, đơn giản thế thôi. Thì mình nói lại một xíu nha, OP nha. Rồi mọi người vào dùng mình cái chỗ template setting này, cài đặt template này. Mọi người chọn vào cái default template file name này, có dấu cộng này, tích dàn. Đây mình nhớ không lầm mọi người có chữ nâng á, nâng NONE á, mọi người tích đúp vào đây, mọi người dẫn tới cái template mọi người lọc. Rồi mọi người open. Rồi sau đó mọi người tắt két, mọi người mở lại xem nó có phải nó dẫn tới cái file template mẫu đó không. Thay vì mình phải vào đây, mình phải chọn, mình mở ra. Rồi thì chỗ này mọi người đã nắm được chưa? Bốn bạn đã nắm được chưa? Cái này quan trọng nha mọi người nhé. Làm như vậy nó rất là khỏe, nó rất là nhanh. Và khi đi làm mọi người họ cũng làm như vậy hết. Họ cũng thiết lập cái đường dẫn cho nó hết, để về sau mình khỏi phải tìm kiếm, nó mất công, mất thời gian. Rồi ok Khôi, ok Nguyễn Hợp. Rồi thế còn Đức Vi Trung thì sao? Rồi cảm ơn Trung. Với mình hỏi mọi người, mình nói như vậy có cái chỗ nào nó nhanh quá không mọi người? Thì để mình nói chậm lại, mình nói cái tốc độ nó chậm xuống. Tất cả mọi người yên tâm nhé, các cái buổi tiếp theo mình sẽ thực hành rất là nhiều bài tập, nên về các lệnh mình sẽ hướng dẫn mọi người hết, nhưng mà cái này nó cần quan trọng hơn lệnh rất là nhiều. Có nhiều lúc mình đang nói, mình quay ra mình hỏi mọi người như vậy là để mình uống, là để mình uống nước, bởi vì mình nói liên tục thì nó cũng hơi mỏi miệng, nó hơi khát nước một xíu, nên là em tắt két mở lại mà nó không vào giao diện đã thiết lập. Vậy là do Đức chưa làm đúng Đức rồi. Thì giờ anh nói lại xíu nhá. Đây này, em phải trước tiên á, anh hỏi Đức với mọi người là đã tạo được cái giao diện như thế này chưa, và mình đã lưu vào đây chưa, lưu cái này chưa. Và nếu mà mình lưu rồi á, rồi thì Đức phải làm thêm cái này nữa, phải Ctrl S hay tích vào cái này Save S ở đây dùng mình, và phải chọn dùng mình ở đây là Traveling Template trước, nhớ nha. Thì chọn Traveling Template, và mọi người phải đặt, mọi người lưu cái template, ví dụ là template gì đó, template lớp kép cơ bản. Sao mình phải lưu, mọi người phải có cái template trước thì mọi người mới dẫn nó tới cái đường dẫn được. Chứ bây giờ cái file template mọi người chưa có thì làm sao mọi người dẫn được. Sau đó mọi người share vào app thì bắt đầu nó sẽ hiện lên đây. Và mọi người kiểm tra bằng cách nào, mọi người vào đây, mọi người tích vào đây, sổ ra, mọi người thấy cái template mọi người tạo nó đã hiện lên đây chưa. Nó phải có cái đó, thì Đức xem lại dùm anh xem đã có cái đó chưa. Đã có cái template khi mình tích vào đây, đã có cái template ở đây chưa. Mình phải làm đúng cái bước như vậy nhá. Còn nếu mình không có cái template đó thì thua. Ok rồi luôn đúng không? Nếu rồi thì em OP làm đúng giùm anh cái chỗ ở đây, cái template setting này. Em chọn vào cái default template file name for Queen New nhá. Cái này template. Đúng rồi. File location. Đúng rồi, mình phải chọn vào đây. Drawing template. Rồi, bây giờ Đức thử dùng anh ở chỗ này. Đức đã làm ở chỗ này chưa? Ở chỗ default template file name for Queen New chưa? Em click đúp vào, em chỉ tới cái đường dẫn chưa? Đây này, click đúp vào đây này. Đó, bắt đầu chỉ tới đây, rồi open. Mình xin lỗi mọi người nhé.
Thì có gì mọi người đợi xíu để mình nói cho Đức với cả mọi người nắm, tại vì cái này thì mình cũng cũng nên ấy kỹ. Nếu mà em chỉ tới đó rồi á mà không được thì em chọn vào cái chỗ này giùm anh. Drawing template file location, ở đây nó cũng để là nân này. Nân này. Mọi người click đúp vào đây cho mình. Rồi. Không, cái này vào đây là không chính xác rồi. Click vào đây, nó phải nhảy vào cái file template này luôn này. Còn nếu mọi người thử vào đây nhá thì mọi người phải tìm tới cái template, nhưng mà cái này không phải. Tại vì á cái đường dẫn đúng của nó khi mình tích vào đây một cái là nó nhảy tới cái đường dẫn luôn. Đó. Đức xem dùm anh nha, là cái chỗ này này. Cái chỗ này đã chọn là default template file name Qnew chưa? Và click vào đây, chọn vào cái này, open lên. Rồi đóng mở lại. Còn nếu không được nữa thì tí nữa có gì anh team view anh xem cho nhá. Xem là em làm nó đã đúng, nó đã chính xác chưa? Được. Được không Đức? Nhá. Ok, không có sao hết nhá. Thì chỗ nào vướng mà không thực hiện được thì tí nữa mình ultra view mình sẽ xem cho mọi người, không có gì hết. Rồi. Thì Đức với mọi người tiếp tục nhá, phần tiếp theo. Rồi, mình đã tìm hiểu được 2K. Tính ra hôm nay mình học chắc cũng chỉ xong được cái này thôi. Còn cái này chắc mình là phải để bữa sau. Rồi, tìm hiểu và tùy chọn hộp thoại option trong AutoCAD để không bị giật lắc. Đây là một cái cực kỳ quan trọng. Nó còn quan trọng hơn việc mọi người thiết lập giao diện. Vì sao? Vì mọi người có nắm được cái hộp thoại option như hồi nãy mình nói vào format này, à quên, vào tool này. Người kích hoạt hộp thoại option lên hoặc mọi người đánh chữ OP. Trước khi đánh mọi người phải để con trỏ chuột ở trạng thái rảnh. Rảnh như này nha, tức là nó có hình chữ nhật ở giữa rồi nó có hai sợi chỉ. Sợi chỉ của mọi người có thể nó ngắn hơn mình, nhưng tí nữa mình sẽ hướng dẫn mọi người chỉnh OP. Rồi, thì mình chỉ đánh OP đó nhé. Còn mọi người thích mọi người đánh thêm chữ TIONS, nhưng mà không ai làm vậy hết. Rồi, mọi người ấn Enter tức là Space. Rồi, thì đây là hộp thoại option và đây là từng cái tab của nó. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người chỉnh nó nhé. Và cái này cực kỳ quan trọng. Và tại sao mình tạo ra được cái giao diện màu trắng và màu đen như này là do mình làm đây. Hai cái này hoàn toàn giống hệt nhau. Black với white hoàn toàn giống hệt nhau, chỉ khác một cái là nó màu trắng, cái không gian model space màu trắng, còn đây là không gian màu đen. Còn mình làm ra màu trắng để mình nói cho mọi người dễ, và đi làm mình cũng đa phần mình dùng cái giao diện màu trắng. Trừ khi lúc nào mà nó mỏi mắt quá mình chuyển qua cái giao diện màu đen. Rồi trong cái file này á thì mình không tìm hiểu. Cái này là automatic cell file location. Ở cái này nó không có gì để nói hết trong cái này á. Còn để mình có thời gian mình sẽ nói cho mọi người sau cái này cũng được. Tại vì cái này mình không có dùng. Mình cứ để mặc định của nó này. Rồi mọi người vào cái tab. Đây, display là hiển thị. Thì ở đây nó là color. Trước nó ghi là color stream, bây giờ nó ghi chữ. Thì ở đây nó có track là tối, light là sáng. Mình thử light xem nào. Like xong mọi người chọn mọi người thấy không? Đây mình để về cái này trước, màu đen. Thì mọi người thấy cái viền này của mình á, cái viền ngoài này trắng lên này. Display like apply lại, mọi người thấy không? Cái viền ngoài này đây này nó trắng. Thì nếu mọi người muốn để như này thì mọi người để thôi. Thì mình nhìn như này thì mình cũng thấy ok đó, mình nhìn nó cũng rõ và nó không mỏi mắt. Thì tùy mọi người. Nhiều người mọi người thấy cái giao diện két họ để màu trắng trắng này mình đã không biết, ủa làm sao mà người ta để được như này, thì cái đó là họ chỉnh trong cái hồi nãy thôi, cái hộp thoại option thôi. Bây giờ mình muốn lấy lại hộp thoại option, mở lên mình ấn phím space enter lại, mở lên chuyển về màu đen, track apply nó về lại cái viền đấy này, nó về lại màu đen. Rồi ở đây mới bắt đầu nó có cái này. Khi mình tích vào đây mình tí nữa mình apply nó sẽ có cái này ở đây, nó sẽ thanh có cái thanh trượt ở đây và cái thanh trượt ở đây. Mình apply cho mọi người thấy
À quên quên cái trên quên. Bỏ này đi rồi apply. Đó, nó có cái thanh trượt. Đây, mọi người thấy cái thanh trượt này chưa? Thì trong AutoCAD mình không di chuyển bằng cái thanh trượt này. Đối với các cái phần mềm của Windows thường thường nó hay có cái này này. Của Microsoft ấy, hay có cái thanh trượt này giống như là ở trong Word với ở trong Excel của mọi người làm á. Kép thì mình không di chuyển như này, còn di chuyển như nào thì mình sẽ nói sau. Mình lấy lại lệnh bằng cái rồi thì nếu mà nó có cái đó mọi người bỏ cái tùy chọn display scoreboard intra window này đi, tích bỏ đây. Còn khi mọi người tích vào ULAGER button for toolbar, tức là các cái biểu tượng, các cái icon này, các cái button nó gọi là... ở đây mọi người thấy nhỏ quá, mọi người muốn cho nó to mọi người tích vào đây, mọi người apply nhé. Apply mọi người thấy khác nhỉ? Mọi người thấy không? Cái biểu tượng của nó lớn không? Thì có nhiều người vô tình ấn vào cái này xong thấy ủa sao cái kép của mình bây giờ cái biểu tượng nó lớn như vậy. Rồi tưởng là bị lỗi rồi. Rồi tháo kép ra rồi cài lại. Thì không phải nhá. Thì mọi người ấn ok, ấn enter lấy lại lại, bỏ cái này đi. Nếu mọi người để cái này to như này á thì mọi người đâu còn cái không gian vẽ của mọi người đây này. Cái model space này. Đó, nó nhỏ xíu như này. Thì mọi người thấy không? Làm sao mà mọi người vẽ được? Mọi người vẽ được tí xíu, mọi người vẽ xong rồi mọi người rê chuột đi qua đi lại thì không có ai vẽ kép mà để như này hết. Thì nếu mà nó tích vào biểu tượng đó thì mình bỏ này đi. Rồi mình apply, nó bình thường trở lại. Rồi, trong đây còn gì mình nói nữa. Rồi, bắt đầu quan trọng này. Mọi người thấy cái display file tab. Rồi, khi mình bỏ tích vào đây thì mọi người sẽ thấy ở đây nó sẽ mất cái thanh star này, thanh tra wing đi này. Mình apply này, người thấy không? Thì có nhiều người nói ủa sao tôi bị mất cái thanh mà nó hiện các cái file tôi đang mở ở đây, cụ thể là nó sẽ cho mình mở 9 cái file, tối đa là 9 cái file được hiện lên như này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tới đây. Thì là do cái này, để mình kéo cái này không cần phải to quá, đưa lên đây, là do cái display file tab và tên cái đó là nó gọi là file tab. Đây này. Thanh này là file tab này. Đó thì mình tích vào đây. Rồi cũng có nhiều người thấy không có này hì hục tìm không tìm được. Rồi nói là két lỗi này kia thì không phải nhá. Rồi, tích vào đây. Mình apply là về bình thường. Rồi tiếp theo mọi người vào đây. Đây là cái cực kỳ quan trọng color. Thì mới bắt đầu của mọi người đây á, 2D Model Space, mình sẽ nói cho mọi người tất cả những cái gì để cho mọi người nắm. Tại vì á, mọi mình có thể thiết lập được, tuy nhiên nếu mọi người nắm được á, thì vô tình người ta có chỉnh trọt gì của mình á, thì mình biết mình sửa. Hoặc là vô tình ai đó mà họ, vô tình mình làm cái gì đó rồi mình thấy nó ra cái màn hình hoặc nó ra cái này cái kia nó không như ý của mình thì mình biết vào đâu mình tìm mình chỉnh sửa. Chứ còn nếu mà người cứ làm mà mọi người không nhớ, mà người cứ làm theo cái video của mình hay cái buổi học của mình xong mình có video mà mọi người không biết cái đó là cái gì thì về sau đó, mọi người vô tình mọi người gặp mọi người xem lại video mọi người tìm nó rất là mất công, nên mình nói làm sao để mọi người nắm. Chính vì vậy mình sẽ nói chậm. 2D model space, model là không gian, model là cái này này, bay là không gian, thì đây là cái không gian vẽ là cái đen đen đây này, đó là toàn bộ đây. Thì ở đây nếu nó chưa màu đen mọi người chuyển về black của mình, màu đen. Tại sao để màu đen? Để cho nó khỏi nhức mắt thôi chứ không có gì. Sheet layout, sheet layout là cái gì? Là môi trường layout, là cái này này, model ở đây thì layout ở đây. Model là không gian để vẽ, còn layout là không gian giấy. Không gian giấy là sao? Là cái không gian mà khi mọi người in ấn ra tờ giấy thì mọi người dùng cái layout này để mọi người quan sát. Cái layout này nó cũng giống như tờ giấy, thì để mọi người quan sát, để mọi người biết khi mà in ra tờ giấy nó sẽ như thế nào. Thì đây chính là không gian layout. Rồi, mới bắt đầu đây á, nó để màu trắng, thì mọi người chuyển về black cho mình. Nếu mới bắt đầu vậy, apply. Ok, mọi người qua layout mọi người thấy không? Không gian nó màu trắng. Đây này, cái này thì màu đen, bên này thì màu trắng. Rồi, OP mình lấy lại lại.
À, trước khi lấy lại lệnh mình chuyển về không gian model. À mình để layout trước đi. Lấy lại lệnh. Mình vào color. Rồi mình để này. Thì mọi người cố nắm dùm mình á. Cái gì mình nói mình nắm được. Thế nào là model. Thế nào là model. Thế nào là layout. Chứ không phải là mình chỉnh ở đây xong thôi. Tiếp theo 3D Barrel. Là môi trường 3D. Không quan trọng. Mình để. 3D. Không quan tâm. Chọn Black. Rồi 3D Perspective Projection cũng để Black cho mình. Stop Editor cũng để Black màu đen. Comment Line là cái màu 200 200 200 này, nó có màu như thế này. Nó chính là cái thanh Comment Line là cái này này, là cái nó nằm phía trên này, khi mọi người đánh lệnh nó hiện ra thêm đó. Apply apply apply. Ví dụ mình đánh lệnh like. Đây mình chuyển qua cái đây chẳng. Model. Đó, line chẳng hạn. Đó nó là cái này này. Và nó là cái màu này, nhưng mà mọi người nhìn thấy cái màu trắng vậy thôi, nhưng mà nó là cái màu 200 200, là cái màu của cái này này. Chứ không phải là cái màu của cái này nhé. Rồi. Lấy lại lệnh. Bây giờ nếu mình lấy lại lệnh này thì nó sẽ lấy lại lệnh line, vì hồi nãy lệnh line mới kích hoạt lên mà, thì mình phải op enter color. Thì cái comment line này mọi người cứ để mặc định màu 200 200 này, còn nếu mà muốn mọi người để sang màu trắng cũng được, nhưng mà cái này thường để mặc định. Plot view thì mọi người phải để màu trắng. Plot review tức là xem trước cái trang in. Plot là in ấn. Thì nó là uniform background, tức là uniform giống như cái từ đồng phục. Background là cái nền của nó. Nếu mà người để ở đây á, đây nè, uniform background white, apply. Apply, ok. Thì bây giờ mọi người thấy ở trong cái này, này. Khi cái không gian layout, khi mà mình nhìn vào á, khi mà mình nhìn vào á, thì mình thấy nó là màu đen đúng không? Nhưng mà khi mình ấn Ctrl B á, để mình in nó ra thì nó sẽ cho mình nhìn trên cái viền màu trắng. Bởi vì sao? Mục đích mình in ra là trên cái tờ giấy, mà cái tờ giấy là cái gì? Tờ giấy nó có màu gì? Nó có màu trắng. Thì mọi người phải nhìn nó, nhìn là mọi người nhìn cái bản vẽ của mình trên cái tờ giấy màu trắng. Chứ mọi người có thể in ra cái nền đen thì nó rõ, nhưng mà khi mọi người in ra tờ giấy rồi, mà tờ giấy mình nó đâu phải màu đen, nó là màu trắng, thì dẫn tới là mình in ra xong rồi mình mới thấy tôi không quan sát được. Do tôi để màu đen tôi nhìn, nên khi tôi in ra giấy có cái chỗ mờ, chỗ nhạt. Chính vì vậy mọi người phải để ở đây OP dùm mình, ở đây color, ở đây mọi người để dùm mình plot view, mọi người nhớ để màu trắng. Rồi đây là xong cái tùy chọn nó. Rồi tiếp theo đây mọi người, nếu của mọi người nó có cái này này, display paper background, tức là để cái background cho cái không paper là giấy, tức là không gian layout này. Apply, ok. Mọi người chuyển qua layout, mọi người thấy không? Ở đây hồi nãy mình để cái sheet layout á, màu đen, nhưng mà mọi người thấy không, nó còn cái viền ngoài, nó có cái background á. Background là cái nền á, là nó màu xám như vậy. Thì cái để này nhìn nó khó quan sát, thì tôi muốn toàn bộ cái này này là cái màu đen như tôi thiết lập luôn. Toàn bộ cái layout này, viền này cũng là màu đen luôn. Thì mình qua model mình OP. Mọi người để layout mình OP cũng được, nhưng mà mình còn thao tác nhiều trên model nên mình chuyển về thôi. Mọi người bỏ cái display paper background này đi, apply. Rồi mình chuyển qua đây, mọi người thấy không? Cái viền của nó cũng màu đen rồi. Thì mọi người những cái kẻ đặt mặc định là quan trọng nhá. Rồi lấy lại lại. Rồi tiếp theo còn gì nữa? Ở đây nó nói là display resolution, giống như là cái giải pháp hiển thị. Thì ở đây nó để 1000, thì đây tối đa là 20000, mọi người có thể để khoảng cỡ 10000. 10000 ở đây là cái gì? Là cái độ phân giải á. Đây này, mình apply. Cái độ phân giải khi mọi người, đây mình để cái này cho nó đậm xíu, mình vẽ cho nó dễ. Rồi mình để likewise circle. Đó. Mọi người thấy không? Cái độ phân giải của cái đường tròn hay là bất cứ cái gì đó, nếu mọi người để càng cao thì cái độ phân giải nó rõ,
Tại vì cái đường tròn thực tế nó cũng chỉ là các cái đường thẳng gấp khúc, gấp khúc, gấp khúc, giống như là các cái đa giác thôi. BOL, ví dụ tôi cho là 20 chẳng hạn. Rồi, in. Đó. Khi mọi người, đây, cái polygon. Đó. Thực ra cái đường tròn nó là các cái đường thẳng nối lại giống y như này. Đó. Nếu bây giờ mình lấy lại lệnh BOL, mình cho 3 chẳng hạn, cho 6 chẳng hạn. Tích ở đây. Rồi, y. Thì mọi người thấy không? Nó ít cạnh thì nó là cái polygon. Còn bây giờ số cạnh nó nhiều lên, mình tăng lên, hồi nãy là 20, nếu mình tăng lên bây giờ 100 thì nó gần giống như hình tròn. Đấy lại lại chẳng hạn. Mình cho 100. Cái này mình sẽ hướng dẫn mình sau. Hướng dẫn mọi người sau. Click y chẳng hạn. Thì mọi người thấy không? Nếu mà người để này mọi người thấy giống hình tròn không? Thì thực ra đây nó là cái polygon nhá, không phải là hình tròn. Thì cái giá trị hồi nãy để độ phân giải càng cao thì hình tròn nó càng tròn, tức là nó không có cái nét gấp khúc như này. Còn nếu mọi người thấy cái nét gấp khúc như này, mọi người nói ủa sao tôi vẽ hình tròn mà nó có nét gấp khúc như này, thì là do mọi người để cái giá trị hồi nãy nó nhỏ. Và cái giá trị này nha, nó có một cái hay, nó tùy bản vẽ. Nếu bản vẽ nặng thì cái giá trị này nó tự nhỏ xuống. Nhỏ xuống để làm gì? Để bản vẽ của mình nó nhẹ hơn. Mọi người để độ phân giải cao người nó càng nặng. Và cái này nó tự điều chỉnh nha. Rồi, ở đây là segment. Mọi người để nó mặc định là 8. Đây là mình coi lại cái này cái đã. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Này có 9 file không phải? Qua đây. OP. Segment, tức là số đoạn chia của nó thôi. Cái này không quan trọng. Tức là cái số đoạn chia của cái đường polyline của cái đường khơ đó, tức là nó giống như cái đường tròn hồi nãy á, polyline nó cũng là các cái đường thẳng nó nối với nhau, nên ở đây nó để là segment, tức là số đoạn là 8, thì mình cứ để mặc định vậy thôi. Thì cái đường polyline của mình nhìn nó sẽ trở thành một cái đường cong mượt mà như này, BL à, SBL. Đó, cái đường cong nó mượt, nó không bị gãy gấp khúc. Đó, mình cứ để mặc định cái đó thôi, OP. Rồi, lấy lại lệnh. Rồi, tiếp theo mình sẽ nói đến cross hairstyle. Mới bắt đầu của mọi người, bây giờ mình để nhỏ lại nhé. Như mình nhớ không lầm, nó để là 5 hay là 10 mà. Apply, OK. Thì mọi người thấy không? Hai cái sợi chỉ của con chuột của mình nhé. Cái hình chữ thập á, rất là nhỏ. Mình enter lấy lại lại, mọi người tăng cái này lên 50%. Đối với xây dựng, có một số người họ để maximum này luôn, hoặc đánh vào đây 100, apply. Thì mọi người thấy cái sợi chỉ của họ dài vô tận. Để làm gì? Để nó có cái đường gióng, gióng theo phương ngang, gióng theo phương đứng, để họ vẽ các cái hình chiếu, để họ vẽ các cái mặt cắt. Thì thay vì vậy, họ không cần phải tạo thêm các cái đường gióng phụ mà dùng chính cái sợi chỉ này để họ gióng luôn. Đó, thì họ để sợi chỉ này ra. Mánh, cái máy của mọi người á, nếu mà nó mạnh á, thì mọi người có thể để như vậy. Còn nếu mọi người để như này á, thì khi mọi người dê con chuột á, thì cái máy của mình, cái AutoCAD của mình, cái máy của mình nó phải xử lý cái sợi chỉ này theo. Đó, mà cái sợi chỉ càng dài thì nó xử lý càng nặng. Chính vì vậy mọi người chỉ để khoảng 50. Mọi người có thể đánh trực tiếp ở đây 50. Đó mọi người. Đối với cơ khí thì chỉ cần để này thôi, được không? Rồi trước ấy mình bỏ cái này ra một cái để mình đưa về unlock cho nó đẹp. Nãy sao nó chạy ra đây. Lock location. On, lock. Rồi mọi người phải ấn Ctrl Shift S nữa. Mọi người phải lưu đè lên cái file template. Bây giờ mới là cái giao diện thôi. Rồi mọi người chọn template, lưu đè lên. Đây, chọn nó. Chọn vào nó, sau đó save. Yes. OK. Đó. Relay là thay thế cho cái template cũ đó. Chứ nếu không nó sẽ nhớ các mặc định đó. Rồi còn gì nữa? OP. Rồi. Sau coi như là cái tab này mình xong.
open and sell. Open and sell là gì? Server, tức là lưu file. Bây giờ mình đang hướng dẫn mọi người và mọi người cũng đang sử dụng AutoCAD 2021. Thì nếu ở đây nó thường nó sẽ lưu mặc định là về đây 2013 thì phải, mình nhớ không lầm. DVKG. Thì tức là sao, đối với những người xài AutoCAD từ 2013 trở đi, mọi người đó sẽ mở được cái file CAD của mọi người. Còn đối với những người xài bản AutoCAD thấp hơn 2013, họ sẽ không mở được. Thì chính vì vậy mọi người muốn những người khác mở được, thì bây giờ đa phần họ đều xài từ 2007 trở đi. Cũng giống như hồi nãy Trung hay Dũng mới nói, xài AutoCAD 2007. Thì mọi người để vào đây à, AutoCAD 2007 rồi LT 2007 Drawing DVKG. Đó. Thì những cái người nào xài bản CAD từ 2007 trở về tới 2021 đều mở được. Rồi, automatic sell ở đây là thời gian tự động sell, chắc mọi người biết rồi. Mọi người có thể để vào 5 phút, 10 phút. Nếu ở đây nó có chữ tích vào chữ freeze backup copy with is sell thì mọi người bỏ đi. Thì để nó không tạo ra các cái file gọi cái file nháp á, cái file BAK. Mọi người bỏ đi. Rồi. Ở đây digital signal là cái đặt mật khẩu. Cái này mình chẳng quan tâm lắm gì. Còn nếu mọi người muốn đặt mật khẩu thì mọi người đặt mật khẩu cho nó thôi. Cái này mình cũng chẳng bao giờ mình xài. Nói mọi người, tại vì cái file CAD thì mọi người ví dụ mọi người đặt mật khẩu cho cái máy tính rồi. Chứ không cần đặt mật khẩu cho từng cái file. Bây giờ nhiều quá mọi người đặt mật khẩu thì nó không có thể nhớ hết được, về sau mình muốn mở mà vô tình mình quên thì nó sẽ rất là cực. Ở chỗ này mọi người nhớ được mình nha, bỏ cái read tạo cái file backup, chạy cái file BAK lên thì nó sẽ không tạo cái file BAK, cái file nháp á. Rồi file open thì giống như nãy ở đây nó để số 9, tức là tối đa ở đây này nó sẽ mở được 1 này, 2 này, 3 4 5 6 cái tab như này, tức là nó sẽ lưu 9 cái tab gần nhất. Mọi người ra đây mọi người đếm này, ở đây recent document nó sẽ nhớ 9 cái file gần nhất. 1, 2, 3, 4. Đúng chưa? 5, 6, 7, 8. 9 cái file gần nhất. Đó. Và nó maximum là 9 nha. Mọi người không cho lớn hơn được. Nhưng mọi người có thể cho nhỏ hơn. Ở đây ví dụ mọi người muốn nó hiện 6 cái file gần nhất. Mọi người để ở đây số 6. Còn các cái này không dùng. Bỏ qua. Tiếp theo. Plot first. Đây là in ấn. Để mặc định, đến lúc nào in ấn mình sẽ nói. Thì nãy giờ mình nói cái hộp thoại option mấy cái tab đầu tiên thì mình hỏi mọi người là có ai bị vướng cái gì không? Có ai có cái chỗ gì không hiểu không? Tại cái hộp thoại option này nó quan trọng. Nếu mọi người nắm được hoặc là chỗ nào không hiểu thì mọi người trả lời cho mình nhé. Rồi, cảm ơn Trung. Rồi, thế còn các bạn khác? Thì có ai vướng hay là có chỗ nào ấy? Rồi cảm ơn Khô. Cảm ơn Đức. Rồi cảm ơn Nguyễn Hợp. Rồi mình tiếp tục nhá. Mình nói với mọi người nha, hộp thoại option này quan trọng nha. Ở trong AutoCAD có cái option này với cái thứ hai là cái bắt điện và mấy cái tạo laser dim test dim là cực kỳ quan trọng. Và cái tạo giao diện này, nếu mọi người không nắm được cái đó thì nói chung là mình cứ học két đi, học két lại, học két đi, học két lại. Hồi trước mình cũng vậy. Tại vì cái mình cứ nghĩ là mới bắt đầu vô là mình học lệnh vẽ không. Nên là cuối cùng là mình học đi học lại mấy lần luôn. Thế xong về sau khi mình nắm được rồi thì mình thấy nó dễ. Rồi, ở đây mọi người vào cái thẻ System. Tiếp theo cái tab System. Mọi người chọn vào Graphic Performance. Graphic Performance là nói sao ta, cái này giống như là nó các cái thông tin về cái cấu hình của máy mọi người, cái card màn hình. Ở đây mình có cái card màn hình này, HD Graphic 4000 này, có chip Intel này. Thì ở đây nếu mọi người đây ở chỗ này mọi người quan tâm dùng mình chữ on chữ off chỗ này. Đây mọi người off nha. Ok. Apply ok. Rồi bây giờ mình trong AutoCAD, cái lệnh nặng nhất của AutoCAD mọi người biết cái lệnh gì không? Là cái lệnh này này.
Rồi mọi người tích vào đây, cái lệnh SB line là cái lệnh nặng nhất. SBL. Rồi mọi người tích. Mọi người nhìn coi, mình tích rất là lâu rồi. Đây này, lấy lại lại. Mọi người mình tích rất là lâu rồi mà cái đường chạy của nó bắt đầu nó mới chạy theo. Đó mọi người thấy không? Rồi mọi người tích kết thúc lại, tức là mình vẽ rất là lâu rồi thì cái đường SB line này nó mới tạo thành circle tiếp chẳng hạn. Vẽ đường tròn chẳng hạn, mọi người thấy không? Khi mình kéo mình dê, mọi người cảm thấy nó nặng nề không? Mọi người cảm thấy á là cái két mình nó giật không? Thì có nhiều người két nó giật là do nguyên nhân này này mọi người. Mọi người thấy không? Khi mình kéo đến đâu mọi người thấy dê nó nặng nề nó giật không? Thì do OP, do ở đây nó đang để off, mọi người bật này on lên. Ok, rồi mình thử lại. Rồi, SBL. Mọi người thấy không? Rồi mình làm lại nhé, SB line. Khi mình tích đến đâu là cái đường SB line nó vẽ tới đó. C khép vòng đó. Và circle chẳng hạn. Đó, mình kéo đến đâu nó không hề bị giật. Mọi người thấy không? Rồi RSC hình chữ nhật chẳng hạn. Rồi B line chẳng hạn. Đó, nó không bị cái gì. Thì đó là cái mọi người cần phải chỉnh. Nếu ở đó mọi người để off thì mọi người on thì mình OP. Trong này nó chỉ vậy thôi. Rồi mọi người user reference. Thì trong đây mọi người nó sẽ có cái tích là socket menu intravenously agree. Rồi. Thì ở đây nếu mấy mọi người mới đầu nó có cái này mới apply. Bây giờ mình vẽ lệnh line nha. Khi mình vẽ lệnh line mình đánh chữ L. Hiện line lên. Két nó cài mặc định chữ L là lệnh line nên không cần đánh đầy đủ lệnh line mình ít chơi. Mình vẽ thôi. Rồi, specify first point, về sau mình sẽ nói kỹ. Chọn cái điểm đầu tiên, click. Specify next point, chọn điểm kế tiếp. Đây là cách vẽ mà không có kích thước gì hết. Rồi, mình muốn kết thúc lại. Ở đây bắt đầu nó xuất hiện cái bit glow, nếu mọi người click vào đây, nó bắt về điểm gốc. Còn undo, ấn vào chữ U này, nó sẽ bỏ cái này đi. Nó bỏ cái đường line phía trước đi. Nó bằng cái chữ Ctrl Z, đó U. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Rồi, glow, đóng về vị trí trước. Rồi, line. Đó. Specify chọn điểm đầu tiên. Thì mọi người thấy không? Bây giờ nó chưa có cái biến glow, nó chỉ có cái biến undo thôi. Tại vì sao? Tại vì muốn khép vòng á, thì ít nhất anh phải có cho tôi 3 điểm thì tôi mới khép vòng. Bây giờ anh có 2 điểm thì tôi không lẽ tôi bắt về đây nữa hả? Thì khi mình click ở đây này, nó xuất hiện cái biến glow. Và lúc đó mình mới có biến glow để mình chọn. Còn cái undo á, là nó đã có từ bây giờ rồi. Nên kép nó rất là hay nha. Chứ không phải là lúc nó như thế này thế khác nha. Mọi người đừng cứ nghĩ vậy. Bởi vì á, lúc này nó chưa thể thực hiện được glow. Nên nó không xuất hiện. Lúc nào nó... Bây giờ nó thực hiện được rồi. Nó mới xuất hiện. À, cái này là mình nói trước, nói thêm cho mọi người thôi. Chứ còn lệnh like mình sẽ nói kỹ sau. Rồi bây giờ mình tích, 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 tích. Rồi. Bây giờ mình muốn kết thúc lệnh. Mình vẽ cái lệnh khác. Nếu mọi người ấn phím space thì mình không nói gì rồi. Giả sử bây giờ tay mọi người đang để trên con chuột, người tích chuột phải, thì lúc này nó hỏi là nó cho mình nguyên cái bảng dài như này, rồi bây giờ mình phải trả lời enter là kết thúc, cancel là kết thúc, đó, enter kết thúc, rồi lấy lại lại mọi người ví dụ dùng con chuột phải, click vào đây nó lại sổ ra cái này, thì thay vì hồi nãy mình chỉ mình ấn phím space hoặc phím enter là lấy lại lại, thì bây giờ mình tích chuột phải thì nó lại nói là bây giờ anh chọn cái gì, nó sổ cho mình cái bảng này. Rồi mình lại phải repeat line, mất công, mình lại phải trả lời nó, rồi mình mới vẽ lệnh line tiếp, rồi mình muốn kết thúc, mình click chuột phải chẳng hạn, tay mình đang để con chuột, rồi mình enter hoặc là mình cancel, là mình trả lời nó. Thì do vì sao? Vì OP này, ở đây mình đang để là socket menu intravenously, mọi người tích bỏ cái này đi. Thì bây giờ mọi người tích chuột phải là nó kết thúc lệnh, tích chuột phải là lấy lại lệnh luôn, line. Rồi bây giờ tôi kết thúc lệnh, click chuột phải, lấy lại lệnh, click chuột phải. Click chuột phải, lấy lại lệnh, kết thúc lệnh, click chuột phải, lấy lại lệnh, click chuột phải, kết thúc lệnh. Không phải chỉ có lệnh like đâu, bất cứ lệnh gì cũng vậy, circle chẳng hạn. Click ở đây, click chuột phải, kết thúc lệnh, click chuột phải, lấy lại lệnh. Chọn cái điểm tiếp theo,
tích chuột phải lấy lại lại. Chọn cái bán kính tiếp theo, tích chuột phải lấy lại. Chọn cái bán kính tiếp theo. Đó, nếu mọi người muốn dùng chuột phải, mọi người có thể OP, mọi người bỏ cái từ chọn đó đi. Và mình thấy nhiều người họ cũng chọn cái này. Còn ở đây nó có một cái, trước khi nói về cái này, mình UN nhé. UN là đơn vị, tức là unit này. Thì bây giờ mình sẽ nói mọi người AKS ISO là như thế nào. Thì đây này, tại sao mình nói mình là chọn AKS ISO? Khi mọi người chọn AKS ISO thì cái AutoCAD mình đang vẽ đây này, thì nó đang sử dụng cái đơn vị mặc định là mm, đơn vị là mm. Bởi vì mình khởi tạo từ file AKS ISO và cái template mẫu mình tạo ra này, CAD cơ bản này, nó cũng được tạo từ file AKS ISO. Còn bây giờ nha, mình vào star đúng không? Mình chọn vào aket.dvkt. Rồi mọi người vào UN rồi mình, tức là unit. Mọi người thấy ở đây nó để in không? Thì chính vì vậy, bây giờ mọi người lặp lại. Đó. Và như vậy là mọi người sai rồi. Nếu giả sử vô tình mình quên, và ngoài ra ở trong đây nó sẽ không có cái aket ISO, có những cái tiêu chuẩn quốc tế để mình làm. Thì mình lại thì thiết lập lại. Như vậy thì yên mất công và nó dễ thiếu sót. Nên mọi người chọn vẽ, chọn cái template để mọi người know, để mọi người làm á, mọi người phải chọn đúng cái template. Và từ cái template mẫu của CAD đó, ISO đó, mọi người phải tạo ra cái template này từ cái file template đó, để cho nó phù hợp với công việc và phù hợp với công ty của mình. Đó, chứ mọi người không được lấy là aket.dvkt nha, là sai nha. Rồi tiếp theo OP. Mình nói đến đâu nó dính chỗ nào là mình sẽ nói lại chỗ đó. Ở đây nó ghi là source content unit và đây nó là target traveling unit. Rồi để dùng mình là mm hết. Thì mọi người thắc mắc là tại sao hồi nãy mình nói là ở đây mình tạo từ AKS ISO là đơn vị nó là mm rồi, mà đây mình cần phải chọn đây. Thì cái đây mọi người thuộc content unit là đơn vị chuyển đổi. Tức là sao? Tức là khi cái bản vẽ của mình, khi cái file CAD của mình nhận từ một người khác, rồi mình copy cái file CAD đó vào cái file CAD của mình. Ví dụ trong quá trình mình làm, mình có thể copy các cái group này, các cái block này, hoặc các cái file CAD của người ta để mình edit, mình chỉnh sửa vào. Thì cái file CAD người ta không biết họ xài cái đơn vị gì. Thì khi vào cái file CAD của mình để là ở đây mm, thì ngay lập tức cái đơn vị của họ nó sẽ chuyển đổi thành hệ mm giống như của mình, để cho nó đồng nhất và theo đơn vị chuẩn của mình để mình quản lý. Chứ không phải là cái này là mình chỉnh cái này là cái file của mình, là mình chỉnh cái file của mình, mà là mình chỉnh cái file mà mình copy chuyển đổi vào cái file của mình. Đó. Ở trong này còn gì nữa không? Block editor system, cái này nó cũng hay này, nhưng mà cái này cũng không có xài, nên là về sau mọi người học, mọi người làm nhiều á, mọi người hãy đi tìm hiểu. Chứ mà cái hộp thoại option là hầu như mình nói hết rồi đó, là thực sự là mọi người nắm được hết cái đó là mọi người ok luôn đó, chứ không cần phải tìm hiểu sâu. Còn thực sự về sau mọi người muốn tìm hiểu sâu thì mọi người phải nắm vững được những cái gì mình nói trước, mọi người hãy đi. Và hầu như cũng mình thực ra mình nói vậy cũng là đầy đủ toàn bộ, mọi người cố gắng nắm được là ok, làm ok. Còn cái phần tracking thì ở đây mọi người chú ý cho mình cái này, object snap vector size, auto snap vector size. Với cái này không quan trọng lắm, cái này mới bắt đầu của mọi người nó nhỏ như này. Auto snap vector size là cái chế độ bắt điểm, hay nói cách khác là cái biểu tượng bắt điểm. Mọi người kéo ở đây mọi người thấy nó to không? Mọi người đưa về đây mọi người thấy nó nhỏ không? Thì apply mình ví dụ circle ở đây, mình vẽ không kích thước nha. Line rectangle RSC, vẽ mấy hình đó. Bây giờ khi mình vẽ một lệnh line tiếp. Rồi trước khi ấy á, nếu mọi người không có thì mọi người trước khi làm cái này mình chưa nói nha, mọi người cứ làm mặc định theo mình OS rồi mình, rồi mọi người select all rồi mình
Mình nói lại nha, OS tức là off snap, chế độ tắt điện. Nếu ở trong đây nó đang khuyết như này, đang như này thì mọi người tích vào object snap F3, object snap checking bắt điện dò tìm, và mọi người select all để nó chọn toàn bộ các cái chế độ bắt điện này. Cái này là bắt điện thường trú nha, mình sẽ nói sau. Và khi mà người hồi nãy cái F3 ở đấy này, một đây này, F3 ở đấy nó chính là cái này. Hai cái này, cái này, cái này nó chính là F11, đây là F3. Thì mọi người thấy nó sáng xanh lên, còn mọi người khi mọi người chưa chọn nó này, mọi người sẽ thấy ở đây không có. Thay vì mọi người đánh OS như hồi nãy, mọi người có thể vào đây. Mọi người vào Object Snap Stitching. Rồi. Mọi người tích vào F3, F11. Nếu mình bỏ ở đây, ở ngoài đây nó sẽ mất. Okay. Mất ở đây. Thì lúc này nó không còn bắt điểm nữa. Rồi, mình tích vào đây. Và mình select all của mình. Nếu mọi người chưa nhớ lệnh tắt thì mọi người tích vào đây. Nhưng mà cố gắng cuộc lệnh tắt. Làm nhiều lệnh tắt nhau. Rồi, thì bây giờ mình kích hoạt lệnh like. Rồi, bây giờ mình giả sử mình tắt hai cái này đi. Mình dê tới đây. Mọi người thấy không? Mọi người nhìn, mọi người phóng to lên đúng không? Giả sử tôi muốn bắt ở đây. Tôi phóng to lên, tích ở đây. Rồi, bây giờ mình nhìn là mình đã bắt vào đây rồi đúng không? Rồi, tương tự tôi muốn bắt vào đây. Phóng này to lên. Lăn con chuột, đẩy nó ra xa người á. Xa mình ra. Rồi. Rồi, mình nghĩ, rồi, SC thoát lệnh hoặc ấn phím Enter nhé, tức là Space nha. Rồi, mình nghĩ là mình bắt đúng rồi đúng không? Bây giờ mình thử lăn lên, lăn to lên. Hoặc mọi người có thể chọn vào cái Zoom Window này, tích vào đây này, quét nó sẽ phóng to ngay cái vị trí đó lên. Đó, mọi người thấy không? Nó lệch ra, tương tự như vậy. Rồi, mình chọn vào cái Zoom Window này. Nó nhanh. Đó. Cái này nó bị hở. Còn cái kia cắt qua. Thì do mọi người chưa bật cái chế độ bắt điểm lên. Thì bây giờ mọi người muốn bắt chính xác thì mọi người bắt đầu bắt buộc thì bật chế độ bắt điểm này lên. Còn nếu mọi người bật chế độ bắt điểm này lên mà nó vẫn không bắt được thì do các cái tích ở trong đây mọi người chưa tích hay cái khác mọi người chưa select on. Rồi. Thì mọi người select on vào thôi. Rồi mình làm lại. Like. Bây giờ like đúng không? Đó, khi mọi người dê vào. Bây giờ mọi người nhìn kỹ nha, mọi người dê vào mọi người thấy nó có một cái dấu xanh xanh nhỏ nó hiện lên và mọi người để một xíu thì nó ghi là warren. Thì đây là các cái điểm phần tư hình tròn, nó có 4 điểm warren này. 1 này, 2, 3, 4 này. Mình để đây, để xíu nó ghi chữ warren này. Đó. Và điểm tâm khi mình dê vào này, mình thấy nó ra một cái ký hiệu gì mà mình nhìn không rõ đúng không? Tôi muốn bắt vào warren, tích vào đây. Rồi, tôi muốn bắt vào cái vị trí đây, tích vào đây. Rồi, bây giờ mọi người phóng to thử lên coi, xem mọi người thấy không? Cho dù mọi người phóng to như thế nào thì nó cũng không cắt qua và nó cũng không tức là nó không chưa tới, tức là nó còn có khoảng cách và nó cũng không phải là nó cắt qua như thế này, nó cũng không phải là nó như thế này, nó chưa tới như thế này. Cho dù mọi người phóng to lên nữa này, thì chính vì mình bật cái chế độ bắt điểm lên thì mình mới làm được điều đó nha mọi người nhá. Còn á, mọi người thấy khi mọi người like này, mọi người dê vào đây, mọi người thấy nó nhỏ quá, cái biểu tượng bắt điểm màu xanh xanh nhỏ quá thì do là OP ở đây, mọi người để cái này nó nhỏ 50% của mình. Mọi người đừng có để quá to, vì quá to nếu hai cái đối tượng này nó sát nhau quá thì mình sẽ nó dẫn tới là nó sẽ bắt hai cái, nó có thể nó che đi hoặc là nó bắt nhầm lẫn, tại vì nó sát nhau quá. Bây giờ mình like về tới đây, người thấy cái biểu tượng nó lớn không? Đây là biểu tượng giống như cái phễu cát á, giống như cái đồng hồ cát nearest. Mình nói luôn nearest là cái điểm lân cận, thì trong cái đường thẳng này có rất là nhiều điểm nearest, mình sẽ nói sau đó. Còn inpoint là điểm đầu, inpoint là điểm cuối. Đường thẳng nó có hai điểm inpoint, có một điểm ở giữa midpoint nó có hình chữ nhật và inpoint là nó có hình vuông.
và vô số điểm nearest, điểm lân cận đồng hồ cát đó. Và mình rê đây mình thấy hiện chữ nearest. Rồi cái đó mình nói trước thôi. Rồi mọi người cố gắng giùm mình để mình nói thêm xíu nữa là xong nhá. Còn bữa sau mình tiếp tục. Được không mọi người? Mọi người. Và buổi đầu mọi người cố gắng giùm mình khoảng cỡ 10 phút nữa nhá. Rồi mình cảm ơn Đức. Thì có gì lớp mình cố gắng giúp mình buổi đầu nhá. Tại buổi đầu nó hơi nhiều, mình đưa cái ấy nó còn nhiều. Rồi, cảm ơn Nguyễn Hợp, cảm ơn Trung. Cảm ơn Khôi. Khoảng 10 phút nữa thôi mọi người. Rồi, OP. Rồi, thì cái chỗ này á, upper style á, tức là cái gì? Nếu mọi người để cái này lớn này, để cái này lớn này, thì á, mọi người chỉ cần rê tới gần cái vị trí đó thôi. Cảm ơn Khôi. Mọi người chỉ cần rê tới gần nó thôi là nó bắt được. Thì mọi người cứ nhớ được mình, mọi người cứ để OP được mình khoảng giữa giữa thôi. Đó, những cái này là những cái cài đặt quan trọng nha mọi người nha. Rồi tiếp theo. Đây, cái này là cái color nãy thôi, bỏ qua. Cái này nó khác này, thấy không? Nhưng mà cái này không cần chỉnh cái gì hết, kệ nó. Rồi tiếp theo sang cái file tab là 3D. Cái này mình không chỉnh nha, 3D modeling, cái này của 3D bỏ qua. Tiếp theo sang cái tab section. Thì cái big box size là cái gì? Big box size đây. Mọi người thấy của mình đây không? Nếu của mọi người nhỏ, mọi người thấy không? Cái hình chữ nhật giao giữa hai sợi chỉ nó chính là big box size. Thì big box size này nó giúp mình cái gì? Khi á, mình muốn chọn đối tượng này này thì mình phải đưa cái giao của hai cái sợi chỉ, tức là cái hình chữ nhật, đúng vào vị trí đó, mình click chuột trái. Đó là cách thông thường nha. Còn mình có thể quét chọn như này, hoặc mình quét chọn từ trái sang từ phải trang. Thì trong cái buổi sau mình sẽ nói. Còn bình thường á, là mình sẽ click như này. Thì nếu mà cái hình chữ nhật này nó nhỏ xíu thì mọi người phóng lên là mọi người click được. Thì mọi người OP là mình, mọi người để cái hình chữ nhật này khoảng cỡ 50%. Grip size này là cái gì? Grip size này nó chính là cái này. Ví dụ bây giờ đây, apply. Ok, mình sẽ nói thêm cái grip size. Click vào đây. Mọi người thấy không? Nó hiện cái này này, cái này là cái grip size này. Cái hình chữ nhật nhỏ. Bây giờ mọi người đang thấy cái nhỏ đúng không? Cái này cũng vậy. Các cái grip size đó. Thì giờ mình OP. Thường á mình cho khoảng cỡ 40 50. Rồi, bây giờ mình click vào đây. Mọi người thấy nó to không? Đó là để mình dễ nhận biết thôi. Rồi. Rồi sắp xong rồi đó. Thì bây giờ mình còn cái gì tiếp? Ở đây nó có hai cái when này. Thì mình tích bỏ nó đi. Tích bỏ cái này đi có nghĩa là gì? When a comment line in active, when no a comment in active, tức là khi mình kích hoạt một lệnh và khi mình kích hoạt một lệnh, khi không kích hoạt một lệnh và khi kích hoạt một lệnh thì selection review, tức là nó sẽ review xem trước cho mình. Tích vào đây. Mình cố gắng giải thích hết cái này cho mọi người. Khi mọi người tích vào đây này. Khi mọi người nè, mọi người bây giờ mình để cái này này sang cái màu đỏ này cho mọi người dễ nhìn. Đây mình chuyển off về màu đỏ. Trong cái video này thì mình để cái màn hình màu đen. Bởi vì của mọi người cũng vậy để cho mọi người dễ nhìn của video sau. À, trong cái buổi sau mình sẽ để cái màn hình màu trắng. Đó khi mình rê tới đây này mọi người thấy không? Mình chưa kích hoạt cái lệnh nào. Bây giờ đúng này, không có cái gì hết. Mọi người thấy không? Nó review màu đỏ lên này, review màu đỏ lên, review màu đỏ sẫm lên. Đó. Thì chưa kích hoạt một lệnh hoặc khi mình kích hoạt một lệnh like. Đây đến đây nó cũng review lên cho mình. Thì ở đây nói chung là OP, mọi người bỏ cái này đi. Thì tôi lúc nào tôi muốn vẽ cái lệnh gì, tôi muốn chọn cái lệnh gì, tôi rê tới tôi bắt vào đối tượng đó thôi chứ không cần review xem trước cho nó rối mắt. Thì apply. Rồi tiếp theo. Ở đây mọi người nó có, ở phần này nó có cái allow rest. Cái này mọi người để là allow rest. Nói chung cái này mọi người tích vào đây nếu chưa tích. Rồi mọi người tích vào đây. Rồi mọi người ở đây thì nó có một cái tùy chọn là bold, tức là cả hai. Click, click, đó, press, rest. Thì ở đây mọi người để bold cho mình. Thì nếu mọi người để bold thì nó sẽ có cái gì? Thì bây giờ giả sử nha, nếu mình để bold
khi mình muốn quét chọn đối tượng, khi mình mọi người kích từ bên trái, mọi người quét sang, mọi người thấy không? Nó sẽ có một cái màu xanh nước. Cho dù mọi người kéo từ bên dưới trở lên, mọi người tích một cái nha, mọi người kéo qua. Đó, mọi người kéo qua. Mình tích một cái nữa là mình chọn đối tượng này. Tích từ bên đây qua, mình kéo qua nó có màu xanh. Thì cái này nó cứ bao luôn hết cái đối tượng nào thì nó chọn đối tượng đó, còn nó cắt như này thì nó không chọn được đối tượng nào. Quét qua như này, màu xanh như này thì phải bao chọn đối tượng mới chọn được đối tượng. Còn nếu không cắt qua như này không được. Cho dù mình kéo từ dưới lên như này cũng không chọn được. Nhưng bây giờ tôi kéo như này, tích một cái qua đây, tích một cái, nó chọn được đối tượng. Đó, còn bên này kéo qua bên này, từ bên này kéo qua thì mọi người thấy nó có màu xanh, có màu xanh. Tích một cái nha. Kéo qua tích một cái. Thì cái này nó khác cái kia, cái là chỉ cần cắt qua nó thôi là nó chọn được. Kể cả tôi kéo từ trên xuống dưới. Đó, chỉ cần cắt qua thôi. Mà đã cắt qua chọn được thì đương nhiên bao chọn của nó thì nó sẽ chọn được. Ở trong AutoCAD nó còn một cách chọn nữa mà ít người biết, là mình khi mình tích chuột, mình giữ chuột rê chọn như này thì nó cũng ra màu xanh nhưng nó vẽ được cái hình tùy ý của mình, người thấy chưa? Đó, mình vẫn chọn được. Tích chuột thì mình giữ luôn con chuột, mình rê, mình vẽ cái hình bất kỳ thì nó cũng tương tự, từ bên trái qua thì nó bao đối tượng nào thì nó chọn được đối tượng đó. Còn bây giờ ESC mình thoát, mình như thế này, nó không bao đối tượng hình chữ nhật, nó không chọn được hình chữ nhật, chỉ bao đây thôi. Tương tự ở bên này qua, mình chỉ cần vẽ bao như này, cắt qua đối tượng nào nó chọn được đối tượng đó, cho dù mình quét từ dưới lên. Vậy cái này tại sao nó có cái này rồi, nó có cái click một cái nó kéo từ bên này qua, và nó click một cái nó kéo từ bên này qua rồi, nó cần thêm cái đó làm gì? Thì cái đó nó có tác dụng trong trường hợp này, ví dụ like chẳng hạn, C rồi AR rồi mình rectangle đây, mình cho cái này là 10 chẳng hạn, cho column ở đây cho là 20 chẳng hạn. Rồi chọn này mình xlot, cái này mình sẽ hướng dẫn mọi người sau. Rồi, bây giờ giả sử nha, đây là từng đối tượng nha, tôi quét từ bên ngoài qua tôi chọn được bao đối tượng nào, tôi chọn đối tượng đó, đúng không? Và đây là từng cái đường line nên cái này là một đối tượng riêng nhá, nó bao được đối tượng này, nó chọn đối tượng này. Mọi người đừng cứ nghĩ hình tam giác này là một đối tượng nha, tại vì mình vẽ bằng lệnh line, còn cụ thể như nào mình sẽ nói sau. Rồi mình dễ dàng xóa nó, cần chôn Z lại. Tương tự từ bên này quét qua, nó bao được cái đối tượng, nó cắt qua đối tượng nào, cắt qua đối tượng nào thì đối tượng đó nó sẽ được chọn. Đó thì mình cũng xóa được. Rồi mình xóa. Đó, xóa được. Nhưng bây giờ cái vấn đề mình cần á, là tôi không muốn xóa như vậy mà tôi muốn xóa xiên như này. Thì cái hai trường hợp này thua rồi. Đâu có làm sao được đâu. Tôi muốn xóa xiên như này thì lúc đó cái trường hợp chọn như này nó phát huy tác dụng. Thì bây giờ mình click chuột, mình giữ chuột, rồi mình bao đối tượng xiên này, kéo qua. Đó. Đó, mình xóa được đối tượng xiên. Tương tự như vậy. Cái này, mình bao này, mình kéo qua này. Xóa được đối tượng xiên. Đó chính là tác dụng của cách chọn đối tượng. Còn nếu mà người chọn như kia, mọi người phải đi tích công như này. Tích, bắt đầu mọi người xóa hay mọi người làm gì đó. Thì muốn có được cái tùy chọn đó thì mọi người phải chọn ở đây là bold. Còn nếu mọi người chọn click là cái trường hợp hồi nãy mình vẽ ra hình chữ nhật đó. Đó, thì nó chỉ, nếu mọi người click vào đây thì chỉ có vẽ được hình chữ nhật thôi. Còn mọi người có tích chuột, mọi người giữ, mọi người rê thì nó cũng chỉ ra trường hợp đó thôi. Rồi, ở đây là cái màu sắc của nó thôi. Default, thì mình có thể vào đây. Đó, quét từ bên trái qua là cái màu này này. Xanh này như hồi nãy này. Quét từ bên phải qua, màu xanh nước biển, màu xanh lá cây. Rồi mọi người muốn cho nó đậm nhạt thì mọi người cho vào đây. Mọi người thấy hai cái hình này không? Đó, nó đậm lên. Nhưng cứ để mặc định của nó là 25. Cứ để 25 thôi. Chứ nếu mọi người để đậm quá thì nó lại che mất đối tượng. Rồi. Thì coi như là gần xong rồi đó. Apply. Rồi. Mọi người để ở đây bold nhá. Nhớ cho mình. Cái này để mặc định. Rồi profile. Thì lúc này ở đây của mình chưa có cái white này. Mình bị lép nó đi. Yeah. Thì đây, sau khi mọi người làm xong đúng không? Mọi người share, mọi người chọn vào share và current này của mình. Đó,
Rồi mọi người có thể chọn vào đây, mọi người đổi tên nó, remem. Muốn đặt ví dụ màu đen chẳng hạn, tôi không muốn đặt black, màu đen chẳng hạn. Rồi sau khi màu đen, tức là cái giao diện model space màu đen, bây giờ mọi người muốn tạo ra một cái giao diện màu trắng thì đơn giản lắm, mọi người op. Và mọi người từ cái màu đen này đúng không, mọi người add to list, tạo ra một cái màu trắng từ cái màu đen này. Làm lại nhá, từ màu đen này mọi người add to list, sau đó mọi người đánh màu trắng, rồi mọi người apply. Rồi thì bây giờ mọi người muốn kích hoạt cái màu trắng lên, mọi người click đúp vào. Nhưng khi mọi người kích hoạt lên thì nó cũng ra màu đen. Vì sao? Vì nó copy nguyên bản cái màu đen này qua, chẳng qua mình đặt tên nó là màu trắng thôi. Thì muốn chuyển về nó model space màu trắng thì mọi người lại về vào cái display này. Mọi người nhớ cho mình cái tag color. Mọi người chuyển 2D model space này dùng mình sang chữ white. Rồi mọi người apply. Apply. Ok. Đó là nó ra màu trắng. Rồi mình OP lại. Thì lúc này ta đã có hai giao diện rồi. Đen này, click đúp này, trắng này, set current lên cũng được, hoặc đen set current lên cũng được thay vì click đúp. Rồi đây là tạo ra hai giao diện rồi. Thì mình nói thêm một xíu luôn, thì sau khi mình đã tạo hai giao diện này rồi, bữa sau mình sẽ dùng cái giao diện màu trắng để mình làm. Sau khi mọi người đã thiết lập được cái giao diện rồi, thiết lập được cái hộp thoại option và đã lưu được cái file template mẫu như mình, nếu trong quá trình mọi người làm á, mọi người làm vô tình, mọi người chưa quen két, rồi mọi người tùy chỉnh cái này kia, làm cái két mình bị lỗi hay này kia, thì mọi người vào OP, mọi người chọn cho mình vào OP nha. Rồi mọi người vào profile nha, cái tag profile, mọi người chọn reset, là nó sẽ bỏ toàn bộ các cái cài đặt định của cái hộp thoại option này thôi, còn cái giao diện này nó không thay đổi. Thì bắt đầu mọi người xem lại cái video hôm nay mình ghi, và mọi người làm lại các thao tác, là coi như mọi người hoàn thành. Rồi apply, ok. Thì trong cái này nó còn cái tìm hiểu về sử dụng chuột bàn phím thanh công cụ, thì bữa sau mình sẽ gom xuống dưới để mình nói, tại vì cái này nó khá dài, nhưng mà mình chưa điều chỉnh cái file đề cương này. Rồi thì buổi 1 của mình hôm nay nó vượt thời gian một chút, thì mong mọi người thông cảm. Thì mình hỏi mọi người thì như hôm nay thì mọi người đã nắm được không, rồi trong quá trình mình nói thì có chỗ nào nhanh chậm, rồi có khó khăn gì thì mọi người nói cho mình, thì có gì mọi người góp ý cho mình để mình thay đổi nhé mọi người nhá. Rồi thì mọi người có ý kiến gì thì mọi người nhắn tin cho mình, xong rồi thôi mọi người kết thúc. Còn cái bạn hồi nãy, có một bạn chưa cài AutoCAD thì tí nữa mình cài cho. Còn cái chỗ của Đức, tí nữa nếu mà anh cài rồi anh xem luôn cho em cái kia nhá, anh cài xong rồi anh xem. Rồi thì hôm nay cái buổi 1 của mình đến đây kết thúc. Thì mọi người có vướng mắc gì không? Nếu mà không có gì vướng mắc thì mọi người trả lời cho mình xong rồi mình nghỉ nhá mọi người nhá. Rồi mình sẽ dừng ghi đây và mình sẽ chia